Hello, hello xin chào anh chị Không biết vì sao mà tự nhiên uh, nó bị uh, disconnect ta Không hiểu vì sao luôn Mọi người vào lại đi ạ Anh chị em vào lại rồi chào em một cái Đấy, có vấn đề gì thì uh... Mọi người đợi em 30 giây nhá Em kiểm tra lại các đường truyền nó ok hay không Sorry sorry cả nhà Lỗ 10% nát à, Thị trường khốc liệt Đây giống đa đây, đây ra giống như cuộc đao trên hôm nay vậy Tức ghê ha Đấy, đang đang chuẩn bị bơm oxy si cho anh em thì thì cái mạng nó cắt đúng là cái thị trường một khi mà nó đã giết rồi. nó nó giết cái tận mạng rồi thôi mọi người vào lại đi em xin lỗi nhà đầu tư chắc là lái phá rồi rồi bắt đầu chúng ta sẽ đi phân tích lại về cái vấn đề thị trường này khi nãy đi tới đâu rồi ta Đầu tiên là em xin phân tích lại cho nhà đầu tư. Mọi người vào có thể chào em một cái. Đấy, em sẽ phân tích cụ thể chi tiết cho nhà đầu tư biết cách xử lý trong cái thị trường thời điểm hiện tại và góc nhìn nhận một cái thị trường tiềm năng trong tương lai. Thì đầu tiên em vẫn tư duy với nhà đầu tư, đây là một cái trạng thái mà thị trường nó tích lũy sai quay hướng lên. Và cái việc mà tích lũy sai quay hướng lên như thế này, sau cái giai đoạn giao thoa thì chúng ta sẽ có một những cái giai đoạn như thế này này cả nhà. Giao thoa thì chúng ta sẽ có những cái vùng lợp S1, lợp một những cái vùng lợp S2 tuy nhiên là gì là cái vùng giao thoa LPS2 này nó không xảy ra một cái hiệu ứng, gọi là cái hiệu ứng về kích hoạt chu kỳ. Đấy, mọi người hình dung không? Mọi người có nhớ trong các video trước em có chia sẻ với nhà đầu tư trong cái thị trường giao thoa này cái vấn đề chúng ta nhìn thấy là nó sẽ giống như một cái vùng downtrend của thị trường, nó sẽ là cái giai đoạn phân phối tất cả những cái nhà đầu tư muốn bán ra. Rồi sau đó là gì? Rồi sau đó dòng tiền thông minh tổ chức người ta sẽ bắt đầu thu gom trở lại đến kiệt về khối lượng và sau đó họ sẽ bỏ tiền vào đánh cái cổ phiếu đi lên. Mọi người nhớ hay không? Đấy và cái việc đó thì nó không xảy ra ở cái bối cảnh thị trường này do đó cái cấu trúc của thị trường là tích lũy hướng lên này nó vẫn chưa thể thay đổi và thường khi mà cái cấu trúc của thị trường nó chưa thể thay đổi thì khi nó đi lên bên trên nó sẽ có xu hướng quay về ngay bên dưới tuy nhiên là đối với cái thị trường này nó thường có dấu hiệu là vượt biên trên thì nó sẽ thủng biên dưới nhớ kỹ còn ở đây thì nó không có vượt biên trên thì khả năng rất cao nó sẽ loanh quanh những cái vùng biên dưới nhưng mà anh chị phải tư duy giúp em này đối với một cái thị trường downtrend trên và một cái thị trường điều chỉnh nó khác nhau ở một cái vấn đề rất quan trọng đó chính là một cái thị trường downtrend trên nó sẽ có từ 3 đến 5 nhịp rơi ví dụ như đây chúng ta có nhịp rơi số 1 này nhịp rơi số 2 này nhịp rơi số 3 này và đây là nhịp rơi số 4 Và ở cái nhịp rơi số 4 chúng ta sẽ có một cái vùng gọi là vùng hoảng loạn Gọi là SC uh, Selling Clean Max. Đây gọi là một cái nhịp rơi thực sự của thị trường Và cái nhịp rơi nó khác với một cái nhịp điều chỉnh ở một cái chỗ rất là trọng yếu Đó chính là ví dụ như đây chúng ta có một cái nhịp điều chỉnh nè Thì thường cái nhịp điều chỉnh nó chỉ có duy nhất một cái nhịp rơi Sau đó thị trường nó bắt đầu đi lên Tạo ra những cái đáy sau cao hơn đáy trước Thì hai cái đó là hai sự khác biệt rất lớn giữa một cái nhịp rơi và một cái nhịp điều chỉnh của thị trường đấy mọi người dung vào vậy thì ở cái thị trường của chúng ta đây nó, nó cho chúng ta một cái dữ liệu rất quan trọng về cái việc thị trường nó có một cái nhịp rơi đầu tiên và sau nhịp rơi đầu tiên như thế này thị trường bị kịp về thanh khoản và bắt đầu có những cái dấu hiệu trồi lên thì em nói với nhà đầu tư là có hai kịch bản ở một cái vùng trọng yếu như thế này đó chính là nếu thị trường là thị trường chung điều chỉnh á, thì ở những cái vùng này là thị trường nó sẽ nhanh chóng quay trở lại và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà trong video đào tạo khách hàng hôm qua em có chia sẻ đó chính là hiệu ứng về luân phiên bùng nổ. Ví dụ như là hôm trước chúng ta thấy dòng ngân hàng, thì hôm nay chúng ta phải thấy cái dòng gì? Dòng uh, dòng dầu khí và dòng bất động sản. Nhưng mà hai dòng đó gần như nó không bùng nổ trong ngày hôm nay. Thì em có nói với nhà đầu tư hai cái kịch bản trong một cái giai đoạn thị trường giao thoa như thế này, đó chính là kịch bản đầu tiên. Thị trường nó xuất hiện những cái yếu tố về thiên nga đen dẫn tới tình trạng là ở những cái vùng trọng yếu như thế này Thị trường nó sẽ bước vào nhịp rơi số 2 gọi là cái nhịp rơi về kết thúc một cái nhịp điều chỉnh Và nó xác nhận cái việc nhịp này không phải là một cái nhịp điều chỉnh thông thường của thị trường Mọi người nhớ cho em, còn cái trường hợp mà khả dĩ hơn mà em nghiêng về cái kịch bản đó Đó chính là cái việc thị trường của chúng ta nó sẽ điều chỉnh và bắt đầu nó bước vào một cái chu kỳ đại sóng ở đây chuyện đó nó không xảy ra và đó là lý do mà tại sao hệ thống ông toàn vlog tuyệt đối không bảo thủ với những cái trường hợp này và khi thị trường của chúng ta rơi với thanh khoản cực kỳ lớn như ngày hôm nay á, em sẽ đưa ra cho nhà đầu tư một vài cái nhận định và anh chị sẽ thấy nó sẽ tương đối đúng à, đầu tiên á, mọi người phải xác định rõ một cái cuộc chơi đó chính là thị trường của chúng ta nó bước vào được một cái nhịp rơi mới đấy một cái nhịp rơi mới thì một cái nhịp rơi mới thường nó sẽ kéo dài từ 3 đến 5 nhịp rơi Ví dụ như là ở đây chúng ta có một nhịp rơi nè. Thì đây gọi là nhịp rơi số 2 nè. Và nhà đầu tư chúng ta chỉ có thể phân biệt được một cái nhịp rơi và một nhịp điều chỉnh. Ở cái nhịp rơi số 2, ví dụ như ở đây thì chúng ta có một cái phiên xác nhận nhịp rơi số 2, chính là cái phiên mà thị trường chính thức kết thúc một cái pha gì? Cái pha tăng giá mà bước vào một cái nhịp rơi. Và ở đây cũng tương tự như vậy, hôm nay thị trường nó xuất hiện một cái pha bán tháo gọi là phiên mở biên rơi kinh hoàng của thị trường dẫn đến tình trạng là thị trường nó bị những cái vùng trọng yếu dẫn đến tình trạng là thị trường của chúng ta nó sẽ rơi vào cái trạng thái đó chính là thị trường rơi và cái việc mà thị trường rơi như thế này anh chị phải nhớ giúp em một cái tư duy nó sẽ có từ 3 đến 5 nhịp rơi và ở nhịp rơi cuối cùng nó luôn xảy ra những cái yếu tố về hoảng loạn và có yếu tố về cool machine đó là yếu tố thứ nhất mà em muốn chia sẻ cái yếu tố thứ hai mà mọi người cần phải lưu ý giúp em đó chính là gì cả nhà đó chính là cái việc mà thị trường của chúng ta rơi với thanh khoản cực kỳ lớn như thế này nè nó sẽ xảy ra rất nhiều những cái kịch bản ví dụ như với cái việc mà bán khối lượng lớn thì khả năng rất cao trong một vài phiên sắp tới thị trường nó sẽ quay trở về tết những cái vùng MA50 này gần như là chắc chắn cả nhà. nhưng như chắc chắn thị trường chúng ta nó sẽ quay về tết những cái vùng MA50 như vậy. Và sau những cái vùng tết như thế này thị trường nó sẽ tiếp tục bước vào những cái nhịp rơi số 3. Và nếu mà may mắn hoặc là nếu mà đủ sức mạnh thì ở nhịp rơi số 3 thị trường của chúng ta nó sẽ quay trở lại ngay lập tức. Còn nếu trường hợp thị trường nó không đủ sức mạnh nó không đủ sự may mắn thì thị trường có khả năng rơi nhịp rơi thứ cấp đấy và quan điểm của em rất đơn giản khi thị trường nó bước vào nhịp rơi số 2 như thế này chúng ta tuyệt đối không bảo thủ đối với nó chúng ta phải thu hồi danh mục thu hồi vốn đấy và chúng ta sẽ bắt đầu bán cổ phiếu ở những cái nhịp phục hồi của nó Mời lưu ý nè những cái nhịp phục hồi ví dụ như là ở đây nó nhịp phục hồi lên thì chúng ta phải buộc thu hồi vốn này để chờ thị trường nó có những cái yếu tố về điều chỉnh sâu và tạo ra những cái vùng gọi là vùng hoảng loạn SC -Sale link, link mắt và với cái việc mà thị trường nó tạo ra những cái vùng hoảng loạn SC -Sale link, link nhấp mắt như thế này nè thì trước khi bắt đầu một cái chu kỳ tăng mới thị trường lúc nào cũng phải xảy ra một cái giai đoạn về tích lũy trở lại tích lũy trở lại Đấy, mà mà quan điểm của em như thế này là cả nhà à, em cũng không biết tại sao nha cái chu kỳ năm nay nó tương đối là lạ bởi vì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy là có một sóng ngành ngân hàng nó đi lên rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên là ở giai đoạn hiện tại thì gần như cái giai đoạn của sóng ngành ngân hàng nó bị bán một cường độ rất là cao. Có nghĩa là thị trường của chúng ta nó yếu hẳn đi so với cái mức tăng giá thực sự của thị trường. Nếu mà bản chất của một cái con sóng thì chả có con sóng nào mà thị trường nó đi từ dưới đây đi lên mà các cổ phiếu nó chỉ tăng được khoảng 15 đến 20% như vậy. Đấy gần như là không có cái khoảng nào lớn hơn đâu cả nhà. Chỉ có một vài cái cổ phiếu dòng Viettel là nó có khả năng tăng nhiều hơn. Còn đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó chỉ tăng từ khoảng 15 đến 20%. Ngay cả dòng bất động sản nó cũng chỉ tăng như vậy. Cá biệt là có những cái dòng cổ phiếu thép gần như không tăng luôn. Đấy, rất rất ít hiếm khi thị trường nó xuất hiện những yếu tố đó. Tuy nhiên là khi nó xuất hiện những yếu tố đó thì mọi người cũng phải xác định rõ một cái cuộc chơi. Đó chính là ở những cái vùng này nào sẽ có những yếu tố liên quan đến thiên nga đi. Đấy, chả có lý do gì mà 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 nó rơi như vậy cả nên là em quy cái kịch bản của thị trường ở thời điểm hiện tại là kịch bản thị trường về thiên nga đen. Nên là mọi người lưu ý trong một vài phiên sắp tới nếu thị trường nó ra những yếu tố thông tin xấu thì đó chính là những cái cấu cái, cái thứ cấu thành nên cái yếu tố về thiên nga đen của thị trường. Nên là mọi người phải lưu ý giúp em nhá. Đấy, trở lại với cái thị trường thì em sẽ đi phân tích cho nhà đầu tư một vài cái quan điểm mà em đã chia sẻ trước đó. Ví dụ như là em chia sẻ cho nhà đầu tư là kịch bản là thị trường này có xác suất là 10% nó rơi vào kịch bản thiên nga đen như thế này. Có nghĩa là thị trường bị bán tháo ở những cái vùng trọng yếu nhất còn đến 90 em nói với nhà đầu tư là thị trường nó sẽ bước vào giai đoạn siêu kiếm tiền nhưng mà không ngờ kịch bản này xảy ra vậy thì em hỏi chị nào có nên bảo thủ với cái quan điểm là thị trường nó sẽ vào nhịp siêu kiếm tiền hay không như em em không bảo thủ cả nhà bởi vì em lên rất nhiều những cái kịch bản cho nhà đầu tư và khi thị trường nó rơi vào kịch bản nào em sẽ gì em sẽ chấp nhận kịch bản đó và thu hồi vốn mọi người nhớ cái kịch bản của những cái cổ phiếu dòng dầu khí ở đây không mọi người nhớ Đấy, khi mà em chia sẻ với nhà đầu tư trong đặc biệt là đối với những cái nhà đầu tư trong hệ thống về về khách hàng bảo tàng vlog em có chia sẻ rất rõ ràng là những cái mã cổ phiếu này nó đang ở một cái vùng rất là trọng yếu đấy và em có lấy ví dụ cho nhà đầu tư về những cái mã cổ phiếu HDC chu kỳ trước đúng không ở những cái vùng cực kỳ trọng yếu luôn nó là những cái vùng này cả nhà nó là những cái vùng này nè đấy nó là những cái vùng này nếu trường hợp những cái mã cổ phiếu hdc nó xuất hiện những cái điểm test và sau đó cổ phiếu này nó xác nhận đi lên được thì cổ phiếu này nó sẽ bước vào một cái chu kỳ tăng giá mới nhưng mà trường hợp đó không xảy ra nó giống như ở đây này. nó có một cái vùng tích lũy phía dưới nè sau một cái điểm xác nhận đi lên thì cổ phiếu này nó có yếu tố về tết lại đáy đấy nó giống không giống PVS ngày ngày cắt hôm thứ sáu không sau đó cổ phiếu này nó bùng nổ đi lên thì tại điểm này là cái điểm xác nhận sóng cho một cái chu kỳ lớn còn nếu trường hợp ở những cái vùng này mà nó không xác nhận được sóng mà nó quay đầu nó giảm điểm thì nó sẽ biến cả vùng này thành một cái vùng gì anh chị vùng UTA gọi là vùng phân phối vùng UTA đấy nó giống như những cái vùng này gọi là vùng UTAD này UTAD thì thường thị trường của chúng ta cái biên trước mắt nó sẽ thùng những cái vùng biên tích lũy phía trước à, ví dụ như là cái target đầu tiên nó sẽ thùng những cái vùng này nè sau những cái cú rơi như thế này đây gọi là cái cú phiên xác nhận nè và phiên xác nhận này chính là phiên xác nhận ngày hôm nay của những cái mã cổ phiếu như con PVS nên buộc chúng ta phải thu hồi vốn bằng mọi giá đúng không cả nhà đó là lý do tại sao hôm nay em cho nhà đầu tư bán tháo những cái mã cổ phiếu này để thu hồi vốn vào vào phiên chiều đấy mọi người lưu ý à thì khi chúng ta thu hồi vốn như thế này thì bắt buộc chúng ta phải chấp nhận một cái cuộc chơi đó chính là bị lỗ À, bị lộ bởi vì em chia sẻ với nhà đầu tư một cái tư duy rất cơ bản của hệ thống nắm giữ ông ta vlog này đối với một cái phương pháp nắm giữ thì chúng ta buộc phải nắm giữ qua một cái nhịp điều chỉnh của thị trường là chuyện bình thường ví dụ như là trong chu kỳ trước thì chúng ta nắm giữ qua những cái nhịp điều chỉnh này đúng không thì ở những cái nhịp này nè thì chúng ta chỉ có một cái nhịp điều chỉnh của thị trường sau đó thị trường chúng ta nó quay trở lên lại đúng không thì đây chúng ta gọi là nhịp điều chỉnh chứ không phải là nhịp đỉnh gọi là một cái thị trường điều chỉnh và một cái thị trường tạo đỉnh nó khác nhau ở hai thứ À, gọi là nhịp rơi số 2 à, ví dụ như là thị trường điều chỉnh thì nó chỉ có một nhịp rơi ví dụ một nhịp rơi đây thì hệ thống ông toàn VLOG không bán những cái cổ phiếu nắm giữ chu kỳ như dòng chứng khoán thời điểm đó là không bán đấy ngay cả ở những cái giai đoạn này, này khi mà thị trường của chúng ta nó rơi xuống nhịp số 1 đây thì gần như hệ thống chúng ta không bán cổ phiếu không bán cổ phiếu chỉ bán lượng zin ra thôi đúng cả nhà Tuy nhiên là khi thị trường của chúng ta nó rơi ở nhịp số 2 thì đó chính là sự thay đổi cái vấn đề gì cái vấn đề là thị trường nó đi từ giai đoạn tích lũy à, nhầm uh, giai đoạn điều chỉnh để đi lên và giai đoạn tạo đỉnh để đi xuống đấy và cái việc mà nắm giữ thì anh chị phải lưu ý giúp em chúng ta nắm giữ chúng ta phải bán ở nhịp số 2 chả ông nào nắm giữ mà bán được nhịp một đâu cả nhà nên là quan điểm em rất rõ ràng trên thị trường để phân biệt một cái nhịp điều chỉnh và một cái nhịp rơi chúng ta phân biệt bằng cái phiên nhịp rơi số 2 đấy và cái nhịp rơi số 2 xảy ra thì thôi hàng nhà ấy về đi nó giống như ở đây nè cả nhà nó có một cái nhịp rơi số 1 Đấy, nhưng mà nhịp rơi số 2 này xảy ra thì ở đây không phải là một cái nhịp điều chỉnh nữa mà đây gọi là một cái nhịp thớt và sau nhịp ấp thớt này để thị trường muốn lên nó phải xảy ra một cái quá trình về tái tích lũy hoặc là cái quá trình nhịp rơi số 3 ví dụ như mọi người nhìn này nhịp rơi số 1 nè hồi lên nè nhịp rơi số 2 nè hồi lên ở nhịp rơi số 3 thì thị trường chúng ta tạo đáy và sau quá trình tạo đáy thì nó còn tái tích lũy trở lại nữa thời gian phải tính bằng tháng do đó để phân biệt được cái nhịp điều chỉnh và nhịp rơi chúng ta bán ở đây nè còn những cái nhịp này không cần phải bán này cả nhà những dịp này thì không cần phải bán ví dụ như là thời điểm đó hệ thống ôm những cái mã cổ phiếu như con VCI ở đây có bán không gần như không bán nhưng mà chúng ta lại bán ở cái nhịp rơi số 2 ở những cái vùng này điều đó là điều rất bình thường và đối với phương pháp nắm giữ chúng ta buộc phải trả lại một cái phần lại của thị trường ở đây đó là cái quan điểm của hệ thống ông tạo vlog gần như là nó không thay đổi trên thị trường mọi người lưu ý với em cái vấn đề như vậy để chúng ta hành xử nhá và cái phần này gọi là phần lại chúng ta phải trả cho thị trường cũng như là nếu ở thời điểm hiện ta anh chỉ có cắt lỗ thì đó chính là cái phần buộc anh chị phải trả lại cho thị trường nó giống như cái việc mà ngay cả bạc thân em cũng cắt lỗ cái cổ phiếu PV này đó là phần em sẽ trả lại cho thị trường ở trong chu kỳ này dù chu kỳ này nó đi lên không nhiều và cái việc mà chu kỳ đi lên không nhiều là cái việc mà thị trường nó không cho chúng ta ăn nhiều mà thị trường nó đã không cho chúng ta ăn nhiều thì đừng mong ăn nhiều đơn giản với thôi cả nhà Đấy, chúng ta lại phải chờ đợi một cái chu kỳ mới bắt đầu của thị trường để chúng ta đánh giá ví dụ như là mọi người nhớ giúp em em phân tích cho nhà đầu tư về những cái mã cổ phiếu như dòng dầu khí à, dòng dòng ngân hàng nó có một cái con sóng ở đây gọi là nền tảng giá số 1 thì em nói với nhà đầu tư một cái tư duy như thế này nè tổ chức dòng tiền thông minh người ta vẫn sẽ tích lũy người ta vẫn gom hàng như thế này nhưng vì những cái biến cố ở thời điểm hiện tại như những cái yếu tố thông tin yếu tố về trung đông này kia các thứ thì nó làm cho dòng tiền tổ chức và thông minh người ta bán tháo ở những vùng này gọi là những cái vùng BC sau quá trình bán tháo này thì mọi người lưu ý trận đánh nó sẽ setup lại từ đầu sau những cái cú rơi điều chỉnh này kia các thứ tổ chức người ta sẽ gom hàng trở lại ở một cái vùng nào đó trước khi bắt đầu một trận đánh em lấy ví dụ cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu trong các chu kỳ trước nó cũng xảy ra cái yếu tố như vậy nè ví dụ như ở đây nè là một cái quá trình gom hàng tích lũy rất lâu dài của cổ phiếu. Tuy nhiên là khi cổ phiếu nó bước vào một cái chu kỳ tăng giá thì gần như là cái tính thời điểm của nó bị sai lầm dẫn tới tình trạng là gì à, khi thị trường nó xuất hiện những cái cú rơi cú giảm điểm rất là mặt thì những cái mã cổ phiếu này nó cũng sẽ giảm theo thị trường nghĩa là trận đánh này nó bị xóa bỏ tuy nhiên là trận đánh này bị xóa bỏ không có nghĩa là nó xóa bỏ toàn bộ cái thành tích ở đây mà thường là gì thường cổ phiếu nó sẽ tạo ra một cái vùng hấp thụ trở lại trước khi đánh nghĩa là trận đánh của tổ chức nó bị lùi lại gọi là bị delay một thời gian ví dụ như ở đây nó delay khoảng 3 tháng này mọi người hình dung không à? đấy và những cái điểm này gọi là điểm để bán tháo này Đấy, đây gọi là điểm ấp thớt để bán tháo này. Đấy, và anh chị lưu ý giúp em những cái điểm này nó đều xuất phát từ những cái nhịp giảm điểm số mấy? Số 2 và số 3 của thị trường. Đấy, lưu ý. Đấy, mọi người lưu ý. Và cái điểm này là cái điểm mà chúng ta phải thừa nhận là chúng ta sai. Và sai thì chúng ta thu hồi vốn và bắt đầu phải đứng ngoài thị trường cho đến khi tổ chức dòng tiền thông minh người ta set up lại một cái trận đánh mới. Hay là em chỉ cho nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu dính những cái câu chuyện về Covid-19 cũng là một cái dạng thị trường về thiên nga đen nè. Ví dụ như ở đây nè. Mọi người hình dung giúp em, đây là một cái giai đoạn gom hàng rất chặt chẽ của tổ chức dòng tiền thông minh. Sau đó tổ chức người ta bỏ tiền người ta đánh lên những cái mã cổ phiếu này. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là gặp những cái yếu tố về Covid-19 và không gặp thời thì trận đánh này tổ chức nó sẽ hoãn lại, gọi là delay. Và cái việc delay này nó xuất hiện bằng những cái cây nhịp rơi số 2 Ví dụ đây nhịp rơi số 1 này Đây gọi là những cái cây nhịp rơi số 2 Và những cái nhịp rơi số 1, số 2 này Nó đồng pha với những cái nhịp rơi của thị trường Và cái việc mà nó đồng pha như thế này Thì buộc cổ phiếu nó sẽ setup trở lại Sau một thời gian nữa Ví dụ như ở đây này thị trường rơi xong tích lũy chán chê thị trường tích lũy gom lại thì ở đây bắt đầu chắc đánh mới nghĩa là cổ phiếu nó sẽ mất thêm một hai ba bốn năm sáu tháng nữa để nó đánh trực mới chứ còn mà cái chữ đánh này nó vẫn chưa xóa bỏ và đối với dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại thì em nói với anh chị đây là vùng nền tảng giá số 1 của thị trường và với cái việc mà nó tích lũy nó bắt đầu một chu kỳ đánh ở đây và nó nhanh chóng nó kết thúc một cái giai đoạn tăng giá của nó ở đây đấy ví dụ như là sáng nay em nhìn thấy những cái mã cổ phiếu này có một cái hiện tượng tương đối lạ, đấy à, nhưng mà em vẫn chưa nhận ra được là cái việc mà nó bị bán tháo bán xả bởi vì cái phiên ngày hôm nay này, cái hành vi lạ này, em nghiên cứu thị trường rất là nhiều nhưng mà gần như chưa trải qua những cái thời khắc lạ như vậy, em không biết nó là gì, em cứ ngỡ là ba chặng lính ngự lâm dẫn đến tình trạng là phiên chiều hệ thống phải bán gần như là bán toàn bộ cả nhà bán toàn bộ những cái mã cổ phiếu này thu hồi vốn đây về Đấy, gần như là những cái điểm mua mới như này chỉ còn duy nhất cái điểm mua này là bị giữ lại thôi à, còn bị giữ lại thôi gọi là điểm mua 1 phần tám cả nhà Đấy. nhưng mà những cái điểm này thì gần như là gì chốt lại thu hồi vốn về những cái điểm phía dưới chốt lại thu hồi vốn về đơn giản là gì đơn giản là thị trường cho chúng ta ăn tới đó và sau những cái cú rơi ấp thớt với cái biên độ lớn với khối lượng lớn như thế này nó bể gãy những cái trên xu hướng chủ đạo như thế này thì gần như những cái mã cổ phiếu này nó sẽ bước vào một cái nhịp rơi để làm gì để sau đó tái tích lũy trở lại mọi người nhớ này đấy còn trận đánh này thì trong giai đoạn tiếp theo nó sẽ tiếp tục nó sẽ ví dụ như ở đây mọi người có thể xem coi thị trường nó sẽ trải qua thêm 1 đến 2 tháng nữa đó ở đây ở vùng này để tích lũy trở lại sau quá trình tích lũy trở lại thì trận đánh này mới là trận đánh thực sự của tổ chức và dòng tiền thông minh gọi là trận đánh chân nó giống như những cái trận đánh của dòng dòng banh ở đây nè cả nhà ấy ở đây không phải là trận đánh chính nè à. Chúng ta fail ở đây chúng ta phải chấp nhận cái việc là gì Là thu hồi vốn ngay lập tức Để đề phòng những cái trường hợp như thế này Và sau khi thu hồi vốn chấp nhận chúng ta sai về mặt thời điểm Còn hành vi thì nó vẫn giữ nguyên Thì tại một cái thời điểm sau đó Chúng ta sẽ quay trở lại thị trường đấy nhưng mà mọi người hãy nhớ giúp em một cái tư duy rất quan trọng ở cái giai đoạn thời điểm hiện tại đó chính là khi thị trường của chúng ta nó đã rơi từ nhịp số 2 trở đi thì gần như cái nhịp rơi này với cái biên độ đâu đó khoảng 4,7 phần trăm như thế này thì thị trường của chúng ta nó sẽ nó sẽ có tái tích lũy à, ví dụ như tái tích lũy nó phải tính bằng tháng nha cả nhà đấy chứ không phải là tính bằng ngày đâu bởi vì rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó bị bể gãy những cái thế tăng những cái xu hướng tăng chủ đạo của nó rồi em lấy ví dụ cho nhà đầu tư về dòng chứng khoán đi những cái mã cổ phiếu như SSI nè. mọi người nhìn nè. ở những cái vùng kỳ thanh khoản này em gọi nó là những cái vùng giao vùng tổ chức đấy nhưng mà ở những cái vùng này buộc cổ phiếu nó phải xuất hiện điểm xác nhận bùng nổ đi lên thì đây mới gọi là những cái điểm mua gọi là điểm đi vào sóng. Đấy thì những cái điểm bùng nổ đi lên này thì chúng ta gọi là điểm mua, gọi là điểm mua chính của nó. Tuy nhiên là nó không nó bùng nổ nó rơi ngược. Thì sau những điểm rơi ngược này Nó biến cái vùng này thành một cái vùng gọi là gì? là UTA đây. UTA. Sau những cái vùng UTA này thì gần như cái dư địa cổ phiếu nó sẽ rơi về loan quanh những cái vùng biên phía dưới này của thị trường. Ví dụ như cổ phiếu nó sẽ rơi về loan quanh vùng 30. Mọi người nhớ giúp em này, Lo loan quanh vùng 30. Hay là mọi người nhìn giúp em những cái mã cổ phiếu như con VCI. Đây. đấy những cái cấu trúc vì về, về chạy nước rút nó về loanh quanh những cái vùng này thì hy vọng nó tái tích lũy lại được một cái biên ở đây ấy còn đa phần thì gần như là tới đây thôi tới đây thôi hay là những cái mã cổ phiếu như con VX ít đấy vì sao những cái mã cổ phiếu này yếu ở nhà bởi vì nó bị bể gãy luôn những cái trên này thì nó còn một cái gáp ở đây nè thì thường nó sẽ xuất hiện yếu tố về lấp gáp và em nó có nói với nhà đầu tư rồi nếu thị trường ở thời điểm hiện tại mà nó xuất hiện một cái hành vi bán tháo ở một cái vùng trọng yếu như thế này thì thị trường của chúng ta và cổ phiếu của chúng ta nó sẽ rơi tương đối sâu và lâu và hiện tại thị trường nó xảy ra cái vấn đề đó và chúng ta không có lý do gì để ở lại với thị trường tuy nhiên là gì tuy nhiên là trong ngày mai hoặc ngày mốt thị trường kiểu gì mà có những cái nhịp phục hồi lên đây đấy, cái đường MA50 này sẽ là những cái nhịp phục hồi để anh chị có khả năng xử lý cổ phiếu ra mọi người nhá đa phần các cổ phiếu trên thị trường thì đều bị à, bể bị gãy cái thế và bị gãy những cái xung lực đánh chủ đạo của nó rồi ví dụ như là hòa phát này ở đây là vùng tích lũy của nó thì ở đây gọi là những cái cây ấp thớt sau những cây ấp thớt này thì cổ phiếu nó sẽ quay về những cái vùng biên dưới thì đây chúng ta gọi đó là biên dưới nữa cả nhà đấy dư địa nó tương đối lớn ví dụ như là hoa sen hoa sen thì nó sẽ quay về vùng biên dưới nè nam kim nè nó sẽ quay về những cái vùng biên tích lũy ở phía dưới đó, đấy, quay về nơi xuất phát của nó, đấy và với cái việc quay về nơi xuất phát của nó thì nó tạo ra một cái dư địa rơi cho thị trường tương đối lớn đó cả nhà, nên là mọi người phải đánh giá tương đối kỹ. Ví dụ như dầu khí PVS, PVD đi, đấy, nó ít nhất nó sẽ thống vùng 30 bởi vì cái này nó có một cái quả ấp thớt vượt đỉnh, này. Tết lại kỳ khối lượng và hành vi yếu rõ này. Với cái việc này thì cổ phiếu nó dễ đi xa lắm cả nhà, dễ đi xa lắm nhớ, PVS này, cái phiên ấp thớt này là cái phiên thay đổi trạng thái cấu trúc toàn bộ của cổ phiếu và em nói với nhà đầu tư một khi cổ phiếu nó bị thay đổi cấu trúc thì nó mệt lắm cả nhà đấy ở đây em nói với nhà đầu tư rồi chúng ta phải đặt một cái cửa rất là lớn một là cửa gì cửa cổ phiếu nó bùng nổ đi lên được ngay đây thì đây gọi là chân sắm còn cái cửa thứ hai là cửa chúng ta sai thì phải cắt lỗ ngay lập tức, cắt lỗ nhanh chóng nhất có thể Bởi vì khi chúng ta sai, chúng ta không cắt được lỗ cái xấu nhất, cái tồi tệ nhất Mà nó xảy ra thì chúng ta sẽ ăn đủ đó cả nhà Ví dụ như là cái cuộc chơi nó là sự chấp nhận thôi à, Khi chúng ta sai thì buộc phải trả giá Và trả giá thì chắc chắn nó phải liên quan đến tiền mặt rồi Và cái trả giá đơn giản nhất, nhỏ nhẹ nhất đó chính là cắt lỗ đó, như em em không bảo thủ về cắt lỗ đó cả nhà em cứ lỗ làm cắt không đơn giản không suy nghĩ nhiều như mất mini mini hay là wilmonel ổng đều cắt lỗ 7 đến tám phần trăm và ngay cả bản thân em ngày hôm nay em cũng cắt lỗ một cái biên độ cũng tương tự như vậy thôi chả khác gì đâu với cái điểm cược của chúng ta là cược thị trường cổ phiếu bước vào một cái chu kỳ sóng và khi chúng ta cắt lỗ những cái vùng này nè chúng ta sẽ không thể nào sớm quay trở lại thị trường được à, chúng ta phải ở ngoài tính bằng tháng đấy nên là trong một vài tháng tiếp theo khả năng cao là gì à, là là thôi nhà anh ấy về đúng không nhà anh ấy về đấy chắc không phải chia tay tạm biệt anh chị một thời gian ít mấy lần rồi ít hai ít ba chưa ha ha có gì đâu cười anh chị thị trường cho ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu ví dụ như chu kỳ này hôm nay là em chính thức em bán cái cổ phiếu mà em nắm giữ lâu nhất trong cái chu kỳ này đầu sóng giờ long hag là được khoảng 25 phần vậy thôi đấy nói thẳng như vậy cho nhà đầu tư hiểu nè ví dụ hag là em bán thu hồi vốn này không nói nhiều này là được khoảng 25 27 phần gì đó em không nhớ em chỉ nhớ là loanh quanh những cái vùng trên đây là em bán gấp bán nhanh đấy em mua từ những cái vùng này là cổ phiếu nắm giữ lâu nhất trong cái chu kỳ này của em. Còn đa phần những cái mã cổ phiếu khác thì em đã clear. À, đơn giản vậy thôi bởi vì thị trường cho chúng ta một cái dữ liệu là ok, cái nhịp này nó không đánh thì việc gì chúng ta phải cố chấp Còn cái vấn đề X2X3, khi nào thị trường đánh chúng ta sẽ X2X3 được. Còn một khi thị trường nó đã không cho cơ hội anh chỉ X2X3 thì đừng mong mong đấy Và ở thời điểm hiện tại đối với dòng chứng khoán thì như hôm qua thì mọi người lưu ý trong cái buổi đào tạo dành riêng cho thống khách hàng em nói với nhà đầu tư là gì? Dòng chứng khoán nó xuất hiện một cái gọi là cái cái bong bóng đúng không? Dòng chứng khoán nó đang xuất hiện một cái bong bóng nhỏ nhỏ ở đây. Và cái việc mà thị cổ phiếu dòng chứng khoán xuất hiện bong bóng thì khi thị trường nó xuất hiện một cái điểm rơi đây nè, thì em thường là gì? Thu hồi vốn bằng mọi giá. Đấy, ví dụ như là anh chị ở đây có cười em về cái việc cắt lỗ thì em cũng bình thường thôi giống như hồi xưa em nói với nhà đầu tư những cái mã cổ phiếu pPS đây nè đấy, Hồi nhìn năm thị trường em cắt lỗ một cây ở đây cắt lỗ 10% bình thường nhưng mà sau đó khi nhìn lại toàn bộ cấu trúc đó, thì anh chị nhớ này khi chúng ta cắt lỗ được cổ phiếu đấy và chúng ta không tham chiến trở lại thị trường quá sớm thì mọi người sẽ thấy là gì là anh chị chỉ ước được cắt lỗ ở những cái vùng trọng yếu của cổ phiếu và thị trường đấy mọi người nhớ chỉ ước được cắt lỗ thôi Nên là chúng ta cứ tuân thủ cái quản trị rủi ro thôi Đừng bao giờ cố chấp và bảo thủ trên thị trường Bản thân em không bao giờ cố chấp và bảo thủ Đấy, giai đoạn vừa rồi, sai, hết Sai Sao lại chia tay hả cụ, vẫn chia sẻ chứ Thì em vẫn chia sẻ nhưng ý là chia tay Về cái việc là sẽ tham gia lựa sớm vào thị trường Chúng ta phải chờ một cái giai đoạn về tích lũy mới chính vì tâm lý mua và đợi thổi giá để ăn chân lệch giá mà không nhìn vào cổ tức chính là mấu chốt dẫn đến tâm lý nhà đầu tư yếu và dễ bán tháo cái việc mà tâm lý nhà đầu tư yếu và dễ bán tháo đó là tâm lý bao nhiêu năm nay của thị trường việt nam rồi và thị trường việt nam là thị trường đặc về đầu cơ mọi người ăn cổ tức anh chị chị em cổ phiếu nó ăn cổ tức trên thị trường và anh chị ăn được bao nhiêu khó lắm đấy cụ vận like hàng ngày vẫn like mới khởi nghỉ hôm qua khởi nghỉ thất bại anh chị đấy, em đã nói với nhà đầu tư rồi nè mọi người đừng có đừng đừng có khi em em rất là buồn bởi vì sao em nói với nhà đầu tư ở cái vùng này trên thị trường chỉ có hai vùng đặt cược là ngon nhất thôi vùng này đúng không gọi là vùng kịp về thanh khoản và vùng này đấy đặt cửa có nghĩa là gì là đặt cửa mình đúng nếu mình đúng thì chúng ta sẽ ăn một con sóng nó giống như ở đây nè nếu mình đúng chúng ta ăn ở ăn ở đây còn ở đây nếu em đúng em sẽ ăn một cái chất đánh rất to đây bởi vì em phân tích được rất nhiều những cái cổ phiếu nó đang ở trạng thái chờ rồi ấy còn sai thì sao mọi người mọi người đang đặt cửa mà giống như kiểu anh chị anh chị đặt một cái cửa gì đó tài xỉu thì buộc sẽ có đúng có sai giống như ở đây nè sai thì sao em có chia sẻ rất rõ cho nhà đầu tư về quan điểm nếu em sai thì đây gọi là đặt cửa sẽ lỗ 4 7 phần trăm thu hồi vốn đem về đúng không và em đang sai Nói thẳng như vậy Và sai thì sao Thay thì chấp nhận mất tiền Cuộc chơi nó là tiền mà Đấy, Cuộc chơi là tiền Không có ông nào mà trọng vẹn được đâu cả nhà Và quan điểm em Không bao giờ bảo thủ trên thị trường chứng khoán Một khi sai Thừa nhận sai Thu tiền về Nó giống như ở đây Ở những cái vùng mà thị trường đây nè Thời đó hệ thống đánh dòng chứng khoán SSA nè Mọi người nhớ em nắm giữ cổ phiếu rất là lì em ôm những cái mã cổ phiếu này từ những cái vùng tích lũy dưới đây nè ôm hết chu kỳ lại gần ít hai và tới thời điểm trên đây nè em còn bảo thủ với anh chị là gì những cái cổ phiếu này còn lên nữa nhưng mà khi thị trường chúng ta nó xuất hiện yếu tố đổ đều em thay đổi quan điểm em thừa nhận em sai lầm và em bán hết ở đây mọi người nhớ không? em không bảo thủ và em đem được khúc tiền này về À, đơn giản vậy thôi cuộc đời chúng ta không bảo thủ sai là thừa nhận sai trên thị trường chứng khoán có đúng có sai miễn sao mỗi lần đúng chúng ta ăn như thế này nè mỗi lần sai thì thu hồi vốn 47 phần trăm cắt em cắt nhẹ tân à bởi vì chuyện đó là chuyện quá bình thường trên thị trường tài chính rồi cả nhà không ông nào đúng hết được và quản trị rủi ro là cái thứ đặc hàng đầu trên thị trường chứng khoán đấy mọi người lưu ý cho em vấn đề như vậy nhá thời điểm đó em thừa nhận sai SHS nè thời đó thừa nhận sai rõ ràng lên kênh YouTube còn uh, nhiều người còn cả khi em em kêu là gì ông toàn Vlog sai Đấy, không bán được ở đỉnh nào. lên trên đây hồi bao nhiêu bán hết này mọi người nhớ không sai vẫn thu hồi tiền về buộc phải thu hồi tiền về chúng ta mất một phần lại và quan điểm đánh nắm giữ của em trong mọi chu kỳ sống anh chị mà theo ông toàn vlog thì bất kỳ chu kỳ nào ông toàn vlog cũng sẽ gì không bán ngay đỉnh Đấy, lúc nào sẽ trả một phần lại cho thị trường bởi vì chúng ta đánh nắm giữ mà nếu chúng ta bán được ngay đỉnh thì đây chúng ta rớt hàng này Đấy, nhớ chưa nhưng mà ở đây chúng ta không bảo thủ khi cổ phiếu nó rơi nhịp số 2 né đi Đấy, khi thị trường nó ở trong nhịp thứ hai mà cổ phiếu nó không uh, không tái tích lũy được thì né đi bán thu hồi vốn đi đấy bởi vì sao bởi vì chúng ta không chấp nhận rủi ro này đơn giản vậy thôi đấy còn quan điểm của em là chung và dài hạn thị trường của chúng ta nó sẽ tiếp tục đi lên bởi vì em nói với nhà đầu tư là cái nhịp này của thị trường thì đa phần các cổ phiếu nó chỉ tạo cho nhà đầu tư một cái cấu trúc về đẩy nền thôi em lấy ví dụ cho nhà đầu tư về công rồi nó mới tạo cho nhà đầu tư một cái cấu trúc về đẩy nền thôi cả nhà. đấy ví dụ như là với cái cấu trúc đẩy nền ở đây nó tết đỉnh thất bại hôm nay xác nhận rơi nè, thì thường cổ phiếu này nó sẽ quay về những cái vùng nền phía dưới này hoặc đường EMA 50 nó tích lũy trở lại vùng này à, thời gian tính bằng tháng đi một tháng đến tháng rưỡi gì đấy. sau quá trình tích lũy này thì sao? thì nó quay lại chúng ta mua Đấy, đơn giản như vậy. Và cái giai đoạn này nè, em nói với nhà đầu tư nè là đa phần thị trường của chúng ta nó mới chỉ đi lên thôi. Nên là đa phần các cổ phiếu nó đều được hỗ trợ bởi một cái vùng nền rất cứng ở đây. Và với cái việc hỗ trợ vùng nền rất cứng ở đây thì chúng ta sẽ chờ đợi về một cái con đại sóng ở loan quan vùng này. Mọi người lưu ý giúp em. Đó chính là những con đại sóng sau khi thị trường nó tích lũy trở lại ở những cái vùng biên này. Đấy mọi người nhớ nè. Vùng biên này khả năng rất cao thị trường của chúng ta nó sẽ loan quanh những cái vùng biên phía dưới này trong một thời gian à, đâu đó một hai tháng gì đó thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại và đánh tiếp một trận và đặt một cửa lớn nữa nếu cửa đó sai thị trường của chúng ta nó lao về những cái vùng phía dưới này chấp nhận cuộc chơi cắt lỗ bốn bảy phần trăm nếu cửa đúng thì chúng ta lại ăn những nhịp như ở đây nếu cửa đúng chúng ta lại ăn những cái nhịp sóng chứng khoán như ở đây ít hai tài khoản này đấy mọi người hình dung được tư duy không? Đấy, ở những cái vùng trọng yếu buộc anh chị phải đặt cửa và khi sai thì mọi người phải chấp nhận cái cuộc chơi là mình sai đấy và khi đúng thì mọi người phải biết là gì là chúng ta đúng để nắm giữ cổ phiếu đó còn sai thôi bỏ sai thua vốn đấy chờ thôi chờ bắt đầu lại có một giai đoạn vào đặt cửa tiếp và khi mà vào giai đoạn đặt cửa thì chúng ta lại chiến đấu với nhau đấy còn trong thời gian từ giờ cho đến khi đặt cửa thì em sẽ tiếp tục đào tạo dành riêng cho trong khách hàng để làm gì để giúp cho nhà đầu tư nhà đầu tư phát triển giúp cho nhà đầu tư kiếm tiền trong các chu kỳ sau tránh đúng sai với thị trường bởi vì sao bởi vì không có ông nào mà đúng toàn vẹn trên thị trường đâu sai và đúng liên tục như vậy tích cực nhất thì mất bao lâu đấy tích cực nhất là mất bao lâu với sóng mới thì em nghĩ là với cái phiên này thì mọi người nhớ là thị trường nó phải tích lũy nhất là vài tuần bốn à, năm tuần gì đấy đấy em nghĩ đó là tích cực nhất ai kẹp đợi hồi lên bán sạch nhé ví dụ như là em em vẫn còn kịp một cái cổ phiếu à, vừa rồi là thị trường à, cổ phiếu nó về à, nhầm vừa rồi là cái phiên này là em đặt cửa đúng không khi mà thị trường của chúng ta lên đây nè em đặt cửa TNG đấy, ví dụ TNG em mua tích cung đây em mua một ít à bởi vì tiền em là hết rồi em hết tiền rồi em thì em không sử dụng margin đấy ví dụ như vậy thì tiền hết rồi em mua một ít ở đây và khi mua một ít ở đây thì em chờ nếu ở đây em nổ nè thì em ăn lớn nè nhưng mà không nổ thì sao em đang âm 10 phần trăm con này không vấn đề gì ngày mai nó hồi lên em sẽ bán hết hồi lên tầm khoảng lên trên đây đâu đó khoảng cắt lỗ ba bốn phần trăm gì đấy em nghĩ là ở đây nó sẽ cho anh chị em cắt lỗ thoải mái bởi vì nó về những cái vùng giá vốn tổ chức này nè nó sẽ có một cái nhịp phục hồi rất là mạnh à, em tự tin như vậy bởi vì cấu trúc này không phải cấu trúc phân phối đâu cả nhà đấy cấu trúc về gì về tích lũy có rủ bỏ mạnh có rủ bỏ mạnh lưu ý thì chúng ta cắt lỗ khoảng ba bốn rồi bỏ cuộc chơi rồi sau đó chờ làm lại thôi không vấn đề gì đâu đấy quan trọng nhất là chúng ta vẫn phải còn tiền vẫn phải làm lại hôm hôm nay sàn thấy cụ toàn có bán không đó vừa mới trả lời anh chị bán rất là nhiều cổ phiếu luôn thậm chí những cái mã cổ phiếu nắm giữ rất là lâu như HAG em vẫn phải bán bởi vì sao bởi vì khi thị trường của chúng ta nó không phải rơi vào trường hợp chỉnh mà nó rơi vào trường hợp gì trường hợp rơi từ ba năm nhịp á thì em nhìn thấy là gì là sau giai đoạn tới nó sẽ tiếp tục rơi 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 tiếp thì thôi ờ, ôm làm gì đâu Đấy, đôi khi đầu tư chứng khoán là làm sao ngủ ngon nhất như bản thân em em trải qua rất nhiều những cái cú rơi thị trường rồi không phải là bây giờ và em rút ra được một cái kinh nghiệm rất là xương máu đó chính là trong những cái cú rơi mạnh này của thị trường này thậm chí là ngay cú rơi này là hệ thống ông toàn vlog cả bản thân em vẫn on in full vào cái dòng chứng khoán và đêm đó em mất ngủ 3 ngày liên tục khổ lắm mà thời điểm đó nếu mà được quay lại nha em ước em bán được em ước em bán được dù em biết là sau khi bán cổ phiếu nó còn lên nữa đấy, ví dụ như ETA thời điểm đó nè hệ thống đánh những con này nắm giữ dưới, dưới nè nhưng mà sau đó em ước là em em có thể bán được ở những cái cây đó vì sao cả nhà bởi vì sau khi bán được thì thị trường nó tích lũy lại được thì chúng ta sẽ con tiền sẽ con cơ hội đánh những cái mã cổ phiếu như FTS nè đâu có thiếu cơ hội đâu cả nhà đấy và khi bán được mọi người chắc chắn đêm mọi người sẽ ngủ ngon ví dụ như bản thân em mà không biết ngày mai thị trường ra sao nhưng em sẽ ngủ ngon sau những phiên như vậy đấy, với cái kịch bản thị trường đau Đấy, với kịch bản mà thị trường rơi như vậy em sẽ ngủ ngon không có đúng sai với nó làm gì đúng không bởi vì khả năng của em nó rất đơn giản thôi mọi người sống với em bao nhiêu năm mọi người thấy không trong tất cả những cái dạng thị trường tăng giá lúc nào những cái cổ phiếu hàng đầu thị trường ông toàn vlog vẫn là người ôm được lúc nào trong thời điểm nào thị trường có con nào tăng mạnh nhất tốt nhất thì gần như hệ thống em ôm được mọi người biết vì sao gần như bản thân em ôm được vì sao vì em có khả năng lựa chọn cổ phiếu và có khả năng quay trở lại thị trường thấy không vậy thì thường những cái cổ phiếu mạnh nhất nó quay trở lại khi nào khi thị trường chung điều chỉnh vậy thì ở đây nè. thị trường chung rơi như thế này thì anh chị nghĩ nó có dịch ngược ngày mai tăng năm mấy điểm rồi bùng nổ đi lên không khó lắm nên thường ở đây nó sẽ xảy ra quá trình về tái tích lũy mà sau tái tích lũy thì rõ ràng với cái năng lực của em em tự tin là em sẽ chọn được những cái cổ phiếu hàng đầu tiếp vậy thì tại sao chúng ta không bán đấy, thậm chí là bán ngày mai nó hồi lên hơn cái giá em bán em vẫn bán em vẫn chấp nhận cuộc chơi bởi vì sao bởi vì em không đúng sai với nó em biết được cái trạng thái nào của thị trường em nói với nhà đầu tư với em trải qua quá nhiều rồi để em em nhận thức được cái vấn đề đó chúng ta đừng bảo thủ đấy đừng bảo thủ sai là phải nhận sai đấy đôi khi là gì đôi khi là bây giờ giả sử như là bảo thủ nhưng đêm ngủ không được là không được đấy mình phải thành thật với nhau đấy quan điểm rất rõ ràng ví dụ như những cái cây này cây đây là cây bán tháo nè sau những cây bán tháo nó không được thì cây này bán tháo nè bán tháo xong ngủ mới ngon bán tháo xong ngủ ngon mất ngủ một tuần đau khổ lắm cả nhà ở vùng này em nói với nhà đầu tư nha với cái việc mà thị trường bán tháo mà anh chị không bán được cổ phiếu nha thì sao thì không ngủ được nhưng mà một khi bán rồi anh chị sẽ cảm giác bình yên trong người nhưng mà khi bán được rồi mọi người phải hiểu được cái cấu trúc sau khi chúng ta bán chúng ta bán ở những cái điểm ấp thớt bán ở những cái điểm gì lượng cung nó trào ra một cách kinh hoàng và bán ở những cái nhịp rơi ví dụ em chỉ cho nhà đầu tư này ở đây nè thị trường nó tích lũy đi ngang nó có một nhịp rơi thì ở nhịp rơi nè nó kết thúc chu kỳ hay không không hồi lên nè nếu ở đây nó có một nhịp rơi nè thì em sẽ là người bán ở đây nè Hai à, mọi người thấy không bán ở đây nhưng đây nó không rơi mà nó lại đi ngang nó bùng nổ nghĩa là thị trường này điều chỉnh tích lũy thì đây gọi là vùng giao thoa anh chị hình dung không nó giống như ở đây nè ở đây nè đây gọi là một cái vùng giao thoa của thị trường nè thị trường tích lũy rơi nhịp xuống một sau đó nó hồi lên nè ở đây nó xuất hiện một cây bán đấy nhưng mà cây bán này nó không bể trên mà bán này thì nó tạo đáy sau cao hơn đáy trước thì sao thì cổ phiếu này gọi là điều chỉnh thì em không bán đấy em mua những điểm này và bắt đầu cược một trận lớn ăn một trận lớn nhưng giả sử như ở đây nè nó phá thuận những cái vùng hỗ trợ với một cái lực bán rất lớn ở đây nè em sẽ là người bán Đấy, đơn giản vậy thôi. Bởi vì chúng ta sẽ không biết được tương lai thị trường nó sẽ giao dịch ra sao. Chúng ta chỉ biết khi một cái thị trường nó bị bể về trên xu hướng thì những cái mã cổ phiếu dù nó có tích lũy tốt đi chăng nữa, dù nó có hàng đầu đi chăng nữa thì nó cũng phải rơi chung với thị trường để nó set up trở lại. Ví dụ như đây là tích lũy lớn nè. dù thị trường nó rơi nè, có nghĩa là thị trường nó đã bị mất cái điều kiện của nó rồi thì tổ chức người ta sẽ không cố đấm mang xôi vì tổ chức người ta ôm hàng một mớ giá rẻ ra việc gì người ta phải cố kéo đấy người ta về vùng giá rẻ người ta gom tiếp có gì đâu trận đánh nó vẫn ở đó đấy, và tổ chức dòng tiền thông minh người ta set up chắc đánh từ 2 đến 3 năm chứ không phải là trận đánh 5, 5, ngày 7 ngày nên cái vấn đề nhà đầu tư chúng ta không phải là tổ chức chúng ta phải làm sao ngủ cho ngon chúng ta phải làm sao đầu tư cho bình thản chúng ta phải đánh giá các kịch bản và lên các phương án kế hoạch ví dụ như em đánh giá kịch bản cho nhà đầu tư ở đây là gì thị trường 90% là vào giai đoạn siêu kiếm tiền Nhưng 10% là gì? Nếu ở đây xuất hiện bán tháo thì em sẽ clear danh mục Cái đây nói rất rõ Vậy thì tự nhiên nha Đang vui, đang lành, đang yên, đang lành Tự nhiên nó bán tháo làm gì? Làm em phải bán Đơn giản vậy thôi chứ em đâu có bảo thủ với thị trường đâu cả nhà Em lên kế hoạch đàng hoàng, em thực hiện theo đúng những cái gì em phân tích Vậy thôi Đấy rất rõ ràng, rất uh, rất rõ ràng quan điểm đó cả nhà Đấy Đúng không? Quan trọng là không bảo thủ, không nước đôi Xét kịch bản để không bị hoảng loạn, đúng rồi xét kịch bản không bị hoảng loạn chứ bây giờ em nói với nhà đầu tư là hô cứ up trên lên rồi bây giờ thị trường rơi xuống bây giờ bắt đầu đi ăn ủi nhà đầu tư không đúng bản thân em không làm như vậy bản thân em là thấy đúng thấy sai có gì phân tích đó một cách khách quan đấy dù em có sai thì em phải phân tích mình sai đấy không có vấn đề gì hết phiên này bán mb quá nhẹ nhàng không một tí do dự mà cụ quá chuẩn rồi đấy đơn giản vậy thôi bán là phải tự tin bởi vì chúng ta đã lên kịch bản rồi cả nhà chỉ là kịch bản này nó đến sau một tuần chứ nếu nó đến một tuần trước thì em nói với chị chả ai than thở ở thị trường này ví dụ như kịch bản này nó đến từ cái cây này mọi người nhớ cái cây này mà em tư duy cho nhà đầu tư không? nếu mà thị trường của chúng ta nó xuất hiện một cái phiên bán tháo thì em sẽ là người đầu tiên bán sạch cổ phiếu và chấp nhận cuộc chơi là thị trường này không mang lại tiền đấy đơn giản vậy thôi thì ở đây nó không xuất hiện thì ở đây nó xuất hiện thì nó chỉ cắt nhau một tuần thôi và việc cắt nhau đó em chấp nhận được Đấy, và kịch bản nó vẫn chưa thay đổi từ ngày này cho đến ngày này Vấn đề là ở đây nó không bán tháo Thì chả có lý do gì chúng ta bán chung với nó đấy Nhưng mà ở đây nó bán tháo Thì là tổ chức dòng tiền thông minh Người ta thu hồi Người ta rút rút tiền Đơn giản vậy thôi đấy Tôi vẫn tự tin đớp 80.000 MSB giá 13.800 Đấy, ví dụ như là anh chị em mà sẵn sàng làm cổ đông á, thì mọi người thoải mái có nghĩa là anh chị cứ để giá rẻ mà mua bởi vì em tự tin nó và anh chị cái chu kỳ này là chu kỳ lớn của thị trường nó chân xong nó sẽ lên đấy, chứ nó không có chết đâu nó không phải đao trên lớn đâu cả nhà đấy, chúng ta chỉ cần nhìn cái phiên hôm nay nó bán như thế này là chúng ta sẽ hiểu đây không phải là một cái đao trên lớn đâu đấy lưu ý tuy nhiên là gì tuy nhiên là quan điểm của em á, là em đánh đầu cơ theo chu kỳ của thị trường và em biết là gì sau cái giai đoạn này khi thị trường nó chết nó lao dốc đi xuống thế này nó sẽ tích lũy lại sau giai đoạn tích lũy lại nó sẽ có dòng dần mới đi lên Đấy mọi người nhớ vậy thì chúng ta cứ từ từ chúng ta cứ đánh thoải mái thôi chứ có gì đâu chơi giai đoạn tích lũy thị trường chúng ta mua đấy và trong giai đoạn từ giờ đến khi tích lũy trở lại chúng ta ăn chơi chúng ta nghiên cứu thị trường chúng ta học tập trong trạng thái gì trong trạng thái không phải lo lắng ăn ngon ngủ ngon tất cả mọi thứ ngồi khách quan với thị trường ví dụ cầm tiền chúng ta sẽ cực kỳ khách quan bởi vì khi cầm tiền chúng ta sẽ chờ mua cổ phiếu hoặc là khi cầm tiền chúng ta sẽ gì sẽ bắt đầu nghiên cứu những cái cơ hội mới à, ví dụ như là hệ thống của em là bây giờ bắt đầu full cát rồi và khi mà chúng ta full cát hoặc là những cái nhà đầu tư chưa xử lý kịp thì trong một vài phiên sắp tới sẽ full và sau khi full xong như vậy chúng ta sẽ bắt đầu ngồi ngồi làm gì ngồi nghiên cứu thị trường ngồi tìm ra những cái điểm mua mới đấy tôn trọng cái thị trường thôi chứ chúng ta không thể nào mà ăn khác được đâu đấy các lỗ là chuyện bình thường của dân đánh chứng quan trọng là nếu có trên lớn mình nhân 10 lần với quy mô lớn nhất mới thay đổi vận mệnh tài chính được chứ ăn vài chục phần trăm không bỏ chính rằng cái vấn đề như thế này nè cả nhà cái vấn đề này mọi người phải hình dung giúp em một cái tư duy Đấy, giả sử như mọi người tư duy lớn thì mọi người phải biết mình chấp nhận điều gì Đấy, ví dụ như là nhà đầu tư tư duy lớn đúng không như a 7 tư duy lớn ăn ít năm uh, dig dig 500.000 là dễ rách ăn từ giờ đến 500.000 đúng không thì rõ ràng tư duy cực kỳ lớn nhưng mà cái vấn đề đó, mỗi lần ông đúng, ông sẽ ăn con DG này từ giá chính mà lên 500 trở thành huyền thoại đầu tư Việt Nam, đúng không? Nhưng mỗi lần sai thì sao? Sai thì ở đây ông không bán à. Nhịp trình 60% không bán bởi vì khi cái tư duy lớn, tư duy ăn 10 ăn 100 lần thì làm gì có cái chuyện chỉnh 20% mà bán, chỉnh 30% mà bán. Ở đây ví dụ DG 500 000 là dễ rách thì có lý do gì mà cổ phiếu giảm 40 50% mà bán không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì tư duy ăn ít 10 là phải nắm nắm giữ lâu, nắm giữ đủ dài. Vậy thì em nói với nhà đầu tư nè. Một khi đúng anh chị ăn hết 10. Đấy, thì khi đúng anh chị trở thành điện thoại. Nhưng một khi sai anh chị còn gì không? Còn gì không? Gần khi như khi anh chị sai, mời sẽ không còn gì hết. Đấy, vậy thì anh chị đặt cược thôi. Ví dụ như là quan điểm em rất rõ ràng, mỗi khi đúng đúng em ăn 100% một cái chu kỳ nhỏ và em không chấp nhận một cái cổ phiếu điều chỉnh 20% nhớ ông toàn Vlog có thể ăn một trăm phần trăm nhưng không chấp nhận nó điều chỉnh 20 phần trăm dẫn đến tình trạng là trong một cái chu kỳ lớn cổ phiếu nào mà điều chỉnh quá 20 phần trăm thì không có mặt em trong đó Đấy, lưu ý như vậy Đấy, ví dụ như là một cái nhịp điều chỉnh nào có khả năng nó giảm 20 phần trăm thì thường em sẽ không nắm giữ cổ phiếu mà em sẽ thu hồi vốn để chờ đánh và mọi người sẽ nhìn cho bên này trong một cái nhịp tăng giá của cổ phiếu uh, từ bao nhiêu từ không lên 100% trong một cái chu kỳ thì rất ít những cái giao đoạn mà cổ phiếu bị phân phối để điều chỉnh sâu hơn 20% Đấy, đó là cái mà em nghiên cứu nên là cái tư duy của em là cứ đạt ít hai là em bán thôi Đấy, cho đơn giản thôi ví dụ như là VGI này rất nhiều người em à nhầm VGI này rất nhiều anh chị hỏi em là những cái mã cổ phiếu này kết thúc chu kỳ hay chưa em nói với anh chị là em không biết Đấy, nhưng mà ở đây ví dụ như em mua những cái vùng này lên trên đây là tăng gấp đôi em sẽ bán chút lại bởi vì em biết là gì nếu cổ phiếu này có tăng đi chăng nữa thì nó phải tá tích lũy mà một cái vùng biên tá tích lũy nó nó có sẽ điều chỉnh 40 50 phần trăm và em hỏi một câu thôi em có chịu được hay không em không chịu được ví dụ như ở đây điều chỉnh 15 phần anh chịu được rồi nào? bởi vì nó trong một chu kỳ còn ở đây điều chỉnh 40 50 chịu được không 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 chịu được thì thôi chứ nắm giữ làm sao được quan điểm như vậy thôi còn anh chị chịu được được mọi người buộc phải nắm giữ lại buộc phải nắm giữ và anh chị phải có một cái tầm nhìn và một cái lập luận đủ lớn ví dụ như là quan điểm em em lập luận uh, theo phương thức 100% trăm uh, nhưng mà anh chị sẽ lập luận theo phương thức ít 10 thì cái cuộc chơi nó khác anh chị lưu ý hai cái tầm nhìn nó sẽ thay đổi nhau và nó khác nhau hoàn toàn đấy và mọi người phải làm chủ đúng cái cuộc chơi của mình ví dụ như em vì sao ở cái nhịp rơi số 2 của thị trường và cổ phiếu em lúc nào cũng là người bán ví dụ như là một nhịp rơi nè, ở đây em chưa bán là hồi lên ở đây em đã bán này vì sao bởi vì em biết được từ nhịp rơi số 2 trở đi cổ phiếu nó sẽ thủng sâu hơn 20% đơn giản vậy thôi nó giống như ở đây nè s Ed hồi xưa em đánh á ở đây nè ví dụ nè em nắm giữ cổ phiếu này rất là dai em ôm từ giá 9.2 lên cho đây chỉnh một nhịp này em có bán không không bán lên trên đây chỉnh một nhịp có bán không không bán lên trên đây rơi một nhịp có bán không không bán nhưng mà ở đây nó có dấu hiệu chỉnh nhịp số 2 là em biết là gì bản thân ông toàn vlog chắc chắn là không bao giờ nắm giữ được cổ phiếu ở nhịp chỉnh số 2 bởi vì em biết là gì nhịp chỉnh số 2 một cái là em mất hết lại cả nhà mà em không chịu được cái đó nên buộc em phải bán ở đây trả một phần lại ở giữa nhịp chỉnh số 1 và nhịp chỉnh số 2 nó rất giống ở thời điểm hiện tại và cuộc chơi nó kết thúc đơn giản vậy thôi đấy tư duy của em nó đơn giản vậy cả nhà cuộc chơi nó là sự chấp nhận à, và chúng ta chấp nhận điều gì thì cái tư duy chúng ta mở rộng tới đó và chúng ta không thể nào mà ví dụ như là anh chị ít năm ít 10 mà cổ phiếu nó chỉnh 50 phần trăm mà anh chị sợ không được không đúng nhưng mà có trường hợp cổ phiếu nó không chỉnh 50 phần trăm mà nó rơi một mặt về đây hòa vốn thì sao thì coi như trận đánh đó anh chị không mang được về gì không mang được gì về đấy lưu ý giúp em nó giống như những cái mã cổ phiếu như những cái con như drh này giả sử tư duy của anh chị đi giả sử tư duy của anh chị lãng ít năm ít mười đây đúng không thì ở đây muốn ít năm ít mười thì giá hai lên hai mươi là nó ở trên đây đúng không mọi người sẽ đúng nhưng khi anh chị để đạt được cái mục tiêu đó thì mọi người phải nắm giữ qua những cái giai đoạn cổ phiếu này nó điều chỉnh bao nhiêu điều chỉnh một lúc khoảng 42% trong thời gian khoảng vài tháng và cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục đi ngang trong vòng khoảng gần một năm nữa anh chị chịu đựng được không nếu chịu đựng được thì ăn ấy năm ít 10 đấy hay là ở đây nè mọi người nhìn nè tiếp tục nè lên đây cổ phiếu nó điều chỉnh cho nhà đầu tư thêm một cái nhịp nữa đâu đó khoảng 35% và ở đây nó có một cái nhịp đau này rất lớn nè mọi người chịu đựng được khoảng 8 tháng trời như thế này mọi người sẽ ăn được ít 10 Đấy, đơn giản thôi Còn em á, em không chịu được được nên là em sẽ ăn ở những cái nhịp nhỏ này ăn ở nhịp nhỏ thôi nó không bao giờ em ăn ở những những nhịp to và thực tế chứng minh trong lịch sử giao dịch ông toàn chỉ ăn những nhịp nhỏ này nhịp trung bình là từ 70 đến 100 một nhịp chị chỉ ăn những nhịp đó và bất chấp những cái rủi ro anh à nhầm những cái rủi ro nào mang tính chất là 20 phần em sẽ không chấp nhận nó này không chấp nhận không có bảo thủ với nó đâu cả nhà nó giống như chứng khoán ở thời điểm bị tại vậy đó ví dụ là mọi người lưu ý nào những cái mã cổ phiếu như AGR đi vì sao giai đoạn này em chấp nhận em đánh nắm giữ cổ phiếu nhưng mà giai đoạn này trở đi em không đánh bởi vì ở đây em không xác định được cái target đủ lớn của nó không xác định đủ mục tiêu đấy mọi người lưu ý nhưng mà ở đây chúng ta có một mục tiêu này đấy lưu ý cái đó vấn đề vẫn luôn tôn trọng và ủng hộ cụ uh, giáo dài dài có ở đâu cả nhà em lên chia sẻ kiến thức video còn cái việc mà anh chị có kiếm được tiền hay không thì nó khó nó nó khó 95 phần trăm là thu lỗ đấy ngay cả bản thân em em cũng rất là quản trị cái danh mục của mình rất nhiều nhà đầu tư muốn gửi tài khoản cho em em không nhận cả nhà bởi vì tài khoản của em nó cũng tương đối lớn và ví dụ như ngày hôm nay em nói với anh chị là để em xử lý được cái tài khoản của mình chạy hết mồ hôi nè hai cái máy tính đặt nhập lệnh liên tục đấy, đôi khi là nó 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 cũng mệt lắm cả nhà đấy lưu ý nhé ví dụ như là anh chị mà bắt đáy cổ phiếu MSB này có một cái anh bắt đáy cổ phiếu MSB này thì buộc chúng ta phải chấp nhận cái việc là gì ừ, chúng ta đúng hoặc là sai và cái việc mà chúng ta phải chờ thị trường tái tích lũy ổn định cân bằng trở lại thì chúng ta mới đánh đúng không làm hai năm thì sợ gì đúng rồi đặt cửa lớn một là ăn nước rút hai là lõm năm 7% đáng mà đúng rồi Chúng ta đặt một cái cửa như vậy Bây giờ sai chấp nhận cuộc chơi Đấy, Ví dụ như là anh chị mở một quán cà phê Mọi người cũng phải bỏ chi phí kinh doanh Và chi phí kinh doanh ở trong thị trường chứng khoán Đối với em đó chính là cái phần cắt lỗ khi chúng ta cực sai Đấy. Tôi không tin các chứng sĩ cứ mù mờ mua theo hô hào Mà mãi không quan tâm đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng là một cái rất quan trọng đấy nay thầy bị khịa hơn nhiều có gì đâu cả nhà em nói thiệt với nhà đầu tư năm nào cũng bị khịa Đấy, đã đánh chứng khoán trên thị trường ông nào cũng sẽ bị khịa đặc biệt là khi làm cộng đồng ông nào làm cộng đồng ông nào càng lớn sẽ càng bị khịa mọi người không tin mọi người kiểm tra tất cả những cộng đồng đi có ông nào từ trước đến nay mà không bao giờ bị khịa không không bao giờ có ông nào cũng sẽ có lúc đúng lúc sai đấy, nhưng mà quan điểm của em không bảo thủ sai nhận sai khi thì chấp nhận thôi đấy, cuộc chơi mình mà, ví dụ như là anh em khịa thì anh em nó cũng sẽ có lúc đúng lúc sai ví dụ như là hôm vừa rồi mới lên trên mạng có cái ông nào khịa có có cái ông gì gì đó mới viết sách gì đó mà bị khịa là Uh, hô thị trường sập đúng không mà thị trường nó lên bây giờ thị trường sập thì sao thì cái ông khịa là ông sai Đấy. lúc đúng lúc sai lúc sai lúc đúng nói chung là cứ làm xã hội là phải chấp nhận cái điều đó cả nhà cụ không nghĩ nay tắt ao à nếu vậy mai cũng tính sao tắt ao cái gì tắt ao mà giảm 60 điểm thôi em không tin Đấy. trên thị trường chứng khoán việt nam mà không có cái phiên tắt ao nào giảm 60 điểm đâu cả nhà và hôm nay nó không có tin gì xấu nhớ giúp em cái đó nhá hôm nay không có tin gì xấu KDH uh, xác nhận UTA đúng rồi. KDH là nhịp rơi số 2 những cái cổ phiếu này mọi người nhớ sau những cái phần rủ bỏ kịp về khối lượng chúng ta chờ một cái điểm mua để mua gia tăng nhưng mà nó rơi như thế này thì nó xác nhận cái cú này là cú gì cú thớt UTA sau cú này cổ phiếu nó phải tá tích lũy lâu lắm đấy nên thôi không bảo thủ đấy mặc dù nó bán khối lượng thấp đúng không quan điểm em nói với anh chị nè ở những cái vùng bán khối lượng thấp nhưng cái biên lớn nó mới là cái chết ví dụ như đây bán khối lượng thấp biên độ thấp chấp nhận nhưng mà nó thủng những cái vùng trọng yếu nó mệt lắm cả nhà đấy thủng vùng trọng yếu là mệt rồi đánh chứng khoán khóc cắt lỗ là không thành công đâu nha anh em đúng rồi mấy ông không cắt lỗ là mấy ông không có hệ thống đánh cho ra hồn đúng rồi cả nhà đúng sai nhận sửa bình thường mà các bác có gì đâu khi nãy em đâu có thấy ai khi em đâu cả nhà khi bình thường mọi người cứ khuya thoải mái đi lâu lâu mới sai khi thoải mái ví dụ như liên việt bóp banh liên việt bóp banh hôm nay em vẫn thu hồi vốn cả nhà em không đúng sai với nó đâu hôm nay cổ phiếu này em có lãi nha không có lỗ nhưng mà vẫn thu hồi vốn đấy thu hồi vốn bình thường bởi vì cái bài toán của em là bài toán tổng quy mô giống như là mọi người mọi người mới nếu mà đọc sách của những cái huyền thoại đầu tư á, thì cái việc mà quản lý vốn và cái việc mà nhận định thị trường chung mỗi ông nó sẽ khác đấy mọi người làm em mở sách à, cái cuốn sách gì những bậc thầy theo đà tăng trưởng này cả nhà đấy em mở cho nhà đầu tư này có những cái câu hỏi rất là hay về cái phần mà thị trường chung á, ví dụ như là có cái câu hỏi là đối với một cái thị trường chung rơi á, thì các ông có bán hết cổ phiếu hay không? Ví dụ như max Mini Mini thì ông sẽ kêu là tôi sẽ không bán hết tất cả các cổ phiếu mà chúng ta sẽ bán khi mà cổ phiếu nó chạm những cái vùng cắt lỗ cắt lỗ cắt lỗ. Nhưng mà ông Denzinger á, ông lại bảo như thế này nè, một khi thị trường nó xảy ra những cái yếu tố về rủi ro thực sự á, có nghĩa là những cái cú là báo hiệu một cái nhịp rơi tiếp theo á thì ông sẽ bán thậm chí là ông sẽ bán cả cái gì trong nhà á. Đấy, bán cả cả cái tủ lạnh trong nhà ổng gì gì đó em không nhớ em chỉ nhớ là ổng sẽ bán bán hết tất cả mọi thứ đấy, và ổng sẽ quay trở lại thị trường nếu mọi thứ ổn định ví dụ như là bản thân em một tương tự như vậy em biết được cái khả năng của mình là gì có thể tìm ra những cái cổ phiếu ngon lành đấy vậy tại sao ở thời điểm hiện tại mình phải ôm cổ phiếu ở nhà đấy em không sợ mất siêu cổ phiếu đâu cả nhà ví dụ những cái cổ phiếu liên việt bóp ban nếu thị trường cân bằng ổn định nó loanh quanh vùng này được nha em mua đuổi được luôn ấy đấy cái đây là chia sẻ thật bởi vì tư duy của em là tư duy về xung lực đánh em có thể sẵn sàng mua đủ cổ phiếu nếu thực sự nó đi lên à, nếu thực sự đi lên xa thì em cắt không vấn đề gì hết đấy nhưng mà sao nhưng mà bà toán tổng quy mô tổng quy mô vốn Đấy, và khi thị trường của chúng ta nó rơi vào những cái trạng thái nguy hiểm thì quan điểm của em rất rõ ràng chúng ta phải thu hẹp quy mô nhanh nhất có thể nhiều nhất có thể và chờ đợi những cái thời khắc mới bởi vì em nói với nhà đầu tư sau những cái nhịp rơi này thị trường nó cân bằng nó tích lũy trở lại thì ở đây em hứa với anh chị kiểu gì cũng sẽ có dòng dẫn mới lúc đó chúng ta lại kiếm tiền từ đầu không vấn đề gì hết cái chỉ sợ nhất là thị trường nó không có trên thôi chứ có trên thì lúc nào hệ thống ông toàn Vlog cũng như là ông toàn Vlog cũng chọn những cái cổ phiếu tốt nhất ngành tốt nhất gọi là ăn đủ trong một cái thị trường đúng không Ví dụ như thị trường này mọi người ăn như thế nào ăn quá sướng đi cái vấn đề là thị trường nó phải cho chúng ta một cái dữ liệu để chúng ta ăn đấy, có nghĩa là cho chúng ta ăn thì chúng ta mới được ăn còn thị trường này mới lên đây nó bị tán là chị bảo thủ đòi ăn với nó à? không ăn được đâu cả nhà đấy thị trường nó không cho ăn thì thôi nhịn nhịn đói hôm nào ăn khi nào nó cho ăn ăn tiếp đấy, coi đó chúng ta còn sống 50 năm với nhau trên thị trường anh chị nhớ là những cái nhà đầu tư ở đây khả năng cao là sẽ sống với em thêm 50 năm nữa Đấy, và từ giờ đến 50 năm nữa thì chúng ta còn cả khi nhau nhiều đúng xa nhiều lắm Đấy, nên là cứ bảo toàn đi em tư duy đơn giản làm sao đầu tư chứng khoán 50 năm thì làm sao đêm nào cũng phải ngủ ngon cơ Đấy. mới hôm nay em ngủ không ngon cả nhà Đấy. liên việc bóp banh thì cũng dám mà thu hồi vốn không? Đấy, em thu hồi Bổ câu đi cụ đúng nhận sai cả cho vui còn Nam Từ Liêm uh, có chạy nước rút hôm nay vậy phân phối Hôm nay như vậy là phải thu hồi vốn rồi Đấy. Đối với những cái mã cổ phiếu như con Nam Từ Liêm Một khi mà nó chạy vậy thì chúng ta thu hồi vốn không nói nhiều Đấy. Mấy tháng uh, 5, 6, 7 thường là vùng chống thông tin Thì hy, vọng là chúng ta sẽ quay trở lại thị trường sớm thôi Đấy. Mọi người cứ hỏi mà này mà kia làm gì chạy đang Em đang xém bị nổ để coi hình như là hình như là hình như là Dow Jones đang hồi cả nhà mọi người tự tin ngày mai chúng ta lại lên hô hào hô hào tiếp tăng mấy trăm điểm rồi nè Đấy, ngày mai thị trường tài chính quốc tế lại hồi chúng ta lại bắt đầu gì cơ cấu danh mục bán ra không vấn đề gì đó Đấy, đừng sợ đúng sao là chuyện bình thường nếu biết trước thành tỷ phú hết rồi xem học tư duy và rút kinh nghiệm đúng mọi người biết vì sao mà hệ thống ông tạo Vlog em phải tổ chức đào tạo miễn phí cho hệ thống khách hàng từ 2022 đến bây giờ không bởi vì em biết được một điều là ngay cả bản thân em cũng không có chắc chắn một cái gì và em nói với anh chị nè, trong rất nhiều những video em nói là riêng ngay cả bản thân em còn không tin chính cái bản thân em. Em chỉ tin vào lập luật của mình. Và một khi lập luật của mình nó xảy ra những cái phản ứng xấu, em thu hồi vốn và không suy nghĩ. Bởi vì em không tin vào cảm xúc của mình. Đấy, vậy thì em anh chị nghĩ coi, ngay cả bản thân mình còn không tin vào cảm xúc của mình. Thì mọi người làm sao tin được. Nên đó là lý do tại sao em phải đào tạo cho trong thống khách hàng trong 2 năm rồi. Và em sẽ tiếp tục đào tạo để anh chị làm gì? Để anh chị, anh chị giống như em có một cái phản ứng À, có một cái tư duy có một cái tầm nhìn bởi vì kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nó là điều cực kỳ khó mọi người mà chỉ cần chỉ cần nghe kiếm tiền trên thị trường chứng khoán dễ ông nào nói thì em quỳ lại luôn khó lắm khó cực kỳ luôn đấy giống như mọi người giống như em á, những cái nhà đầu tư gọi là lâu năm những cái nhà đầu tư mà thực sự kiếm được tiền á, là những cái nhà đầu tư giống em à đấy gặp rủi ro là vác đích ra chạy nhanh nhất có thể không bao giờ tranh cãi với rủi ro không bao giờ suy nghĩ nhiều không bao giờ loằng hoằng không bao giờ phân tích không bao giờ nói nhiều với rủi ro và cắt lỗ vậy thôi em không nói nhiều một khi tài khoản em dính vào phần cắt lỗ một khi cổ phiếu dính vào rủi ro một khi em nhận ra rủi ro không bảo thủ đấy trừ khi có ông nào kề ra vào cổ ép là gì may phải giữ lại hàng thì em mới giữ còn không là em chạy nhanh lắm và mọi người sẽ thấy một cái tay mơ trên thị trường khác với một cái dân chuyên nghiệp dân đánh chuyên nghiệp đó chính là Dân đánh chuyên nghiệp xử lý rất là nhanh và em rất mong muốn anh chị ở trong hệ thống của ông Tài Vlog phải học hỏi, phải trải nghiệm thị trường đủ lâu để chúng ta xử lý nhanh. Em nói với nhà đầu tư cái xử lý, cái ra quyết định là cái khó nhất trong mọi trường hợp. Đấy, còn cái vấn đề mà chúng ta nhận diện này kia thì chưa nói nha. Chỉ cái việc mà ra quyết định thôi nó đã là cái gì đó cực kỳ khó rồi. Và buộc anh chị phải làm gì? Buộc phải gọi là gì? mọi người phải đủ trải nghiệm đủ kiến thức để cố gắng và em là em đào tạo miễn phí em cho anh chị một cái trải nghiệm và em cũng đưa ra những cái quan điểm khách quan nhất về thị trường cho anh chị nhìn nhận vậy thôi đấy và cố gắng giúp cho nhà đầu tư phát triển một cái hệ thống bền vững còn không đúng không sai cụ là dính quá sao đi tắm đây có gì đâu cả nhà và trong giai đoạn từ giờ cho đến khi thị trường nó set up những chất đánh mới thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cho nhà đầu tư những cái kiến thức đặc biệt đối với hệ thống khách hàng để trong nhịp tới chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất như ông toàn vlog À, em lúc nào em là người chuẩn bị rất kỹ càng trong những cái giai đoạn mà thị trường gì, thị trường khó khăn, điều chỉnh. Thì em hy vọng là mọi người chuẩn bị kỹ càng như vậy. Đấy, ví dụ như là ở vùng này, em nói với nhà đầu tư này cắt lỗ 4-7% gì đấy, 8% gì đấy là bình thường. Ông O'Neill, ông cắt 8% liên tục luôn. Mà em nói với nhà đầu tư như vậy, ông Mac mini ông kêu là gì, tôi cắt lỗ liên tục đừng có nói anh chị mà chịu khó đọc sách nè ông nói thừa nhận là không ai mà đúng hết được nên tôi chọn cách là khi sai tôi cắt lỗ và không có tranh cãi nè đấy thì chúng ta coi như là chúng ta sai chúng ta cắt lỗ đi và chúng ta chờ đợi một cái cơ hội đủ rõ ràng đủ lớn hơn đấy còn chúng ta không tranh cãi lưu ý lưu ý con xem giữ được không đấy cổ phiếu thị trường không nên giữ <laughs> thầy đã phím anh em chạy sớm do anh em không hiểu thôi video trước là xuất phát tức là chạy đó nói thiệt với nhà đầu tư nè em năm nào cũng vậy năm nào em đánh chứng khoán tới giờ là rất nhiều năm rồi năm nào em chả bao giờ em chạy sớm đâu cả nhà lúc nào mà thị trường nó xảy ra một cái biến cố ở đây nè lúc nào em là người chạy hết có nghĩa là xuất hiện biến cố thị trường em mới là người chạy chứ chả lúc nào em chạy sớm đâu bởi vì lòng tính em là tính tham đấy, em không có ăn non em một khi em ăn là ăn dày và khi nó xảy ra những cái biến cố thì chúng ta mới chạy đấy ví dụ như ở đây này mọi người biết em cắt lỗ pvs này Đấy, em nhận ra những cái rủi ro đó nhưng mà bạn tính của em là em phải chờ nó xuất hiện cây này mới bán nè và trả lại một phần cho thị trường thời điểm đó nè và một khi em bán thì thường em ở ở rời xa thị trường hơi lâu Đấy, lưu ý bởi vì em đánh nắm giữ mà đánh nắm giữ Đấy, lúc nào không vậy ở đây cây up thế này mới bán này chứ không bán cái định đâu cả nhà bởi vì mọi người hiểu giúp em nè phương pháp nắm giữ là nắm giữ lâu nhất có thể đối với một xu hướng và đối với một cái cổ phiếu để đạt à, cái hiệu suất sinh lợi tốt nhất vậy nắm giữ lâu nhất có thể là gì là nắm giữ cho đến khi nó xuất hiện những dấu hiệu rủi ro luôn Đấy, ví dụ như ở đây là nó xuất hiện dấu hiệu rủi ro bán này chứ những cái cây ở đây này có bán không cứ nắm giữ thôi đấy khi nó xuất hiện rủi ro thôi chạy suy nghiệm đất gì cho mệt đấy đơn giản vậy thôi như vậy dòng dẫn hôm nay đã xác nhận UTAD rồi đúng không nó có thể là một cái vùng uh, vùng chống thông tin đấy nó giống như cũng không phải là một cái vùng UTAD đâu anh chị nó có thể là một vùng UTAD. UTA có nghĩa là một cái cú trồi lên trong quá trình tích lũy sau đó rơi ngược trở lại và tích lũy tiếp. Đấy, chứ còn mà UTAD nó là một trạng thái về phân phối và phân phối em nghĩ là dòng ngân hàng nó không phân phối đâu mà nha Có ai đâu phân phối? Chu kỳ này là đầu chu kỳ. Đấy, như CTG ở đây nền tảng giá số 1 này, không phân phối đâu. Nhưng mà với những trạng thái này khả năng cao là thị trường của chúng ta nó đang đóng nhận những yếu tố thông tin gì đó nó cực xấu ở đây. Đấy, nên nó sẽ loan quan về những cái vùng này gọi là những cái vùng trụng thông tin và nó tích lũy trở lại và với cái lượng cung lớn như thế này thời gian tích lũy nó sẽ cực kỳ lâu nó đơn giản vậy thôi không lên được không có mô hình ba quả ở đây khổ đấy rủi ro xảy ra cái chạy đó hồi xưa em nói với nhà đầu tư em bán một FPT nè em đâu tin bản thân mình đó đấy hồi xưa em bán một FPT đâu đây FPT mọi người nhớ không? hồi xưa em bán một FPT em mua cái nổ này em cắt lỗ cây nè nó đúng sai đâu cả nhà sau khi cắt lỗ xong thì ở đây cổ phiếu này nó dính về những cái vùng UTAD Đấy, và sau đó anh chị sẽ không bao giờ hối hận về nó đâu nó giống như con DRC hiện tại vậy đó. hôm bữa em cho nhà đầu tư cắt lỗ ở vùng này là hai phần trăm đúng không cắt lỗ hai phần trăm tới giờ đâu có hối hận đâu cả nhà Đấy, có ở đâu hối hận cả nhà không cắt lỗ mới là sự hối hận lớn nhất Đấy, ví dụ như là ngay trong hệ thống khách hàng ông toàn Vlog em có dạy riêng một cái buổi về tư duy cắt lỗ và cách cắt, cắt lỗ bởi vì cắt lỗ là cái khó nhất em nói với nhà đầu tư nha để em cắt lỗ thành công được em phá sản hai lần nghĩa là gì là lần phá sản đầu tiên là chắc chắn là không cắt lỗ lần phá sản thứ hai là chắc chắn không cắt lỗ và để rèn luyện được cái tư duy về cắt lỗ em phải mất 4 năm năm nói với chị như vậy bốn ba bốn năm gì đấy em nhớ không nhầm là vậy có nghĩa là để cắt được lỗ nó khó lắm đấy, nên là mọi người hãy cố gắng rèn luyện cái đó quan trọng lắm dòng banh sẽ là kịch bản vsc khả năng là vậy dự là trong tuần cổ banh quay lại dần sóng nếu đúng thì các chứng sĩ đừng cãi nhau mà quay lại cái cụ thể Đấy, quay lại dần sóng thì chúng ta chơi thôi nhưng mà khả năng cao là ở thời điểm hiện tại mà nó quay lại dần sóng thì tốn thời gian lắm nam từ liêm gãy trên là đúng rồi nhất trí quan điểm cụ nay banh lại về đáy cũ có tí hy vọng nào không là nó thủng đáy có nghĩa là cái dòng banh á ví dụ như hôm nay em tư vấn trong room luôn em nói thẳng luôn cả nhà đó chính là dòng ngân hàng á ờ, nếu ngày mai nó xác nhận một cái cú rơi ở đây nè thì nó mới bắt đầu gãy trên nhưng mà hôm nay em đã thấy cái lực bán nó quá lớn rồi với cái lực bán ở đây thì rất có thể là nó sẽ gãy trên nếu ở đây nó có phục hồi nó sẽ gãy trên đó cả nhà đấy phục hồi nó gãy trên có nghĩa là nó nó xảy ra một cái hiện tượng mà nếu mọi người nghiên cứu mọi người sẽ biết là hiện tượng về bún cháp bún cháp ví dụ như là mọi người nhớ bữa em phân tích cái thị trường nào nếu thị trường của chúng ta ở đây mà nó xuất hiện một cái cây rơi ấp thớt đây này thì nó biến cả cụm trên đây những cái cây này nè những cái cây này thành một cây bún cháp mà cây bún cháp đồng nghĩa với cái việc gì cây bun cháp có nghĩa là cái cây lừa nhà đầu tư Đấy, đơn giản vậy thôi vậy thì lừa thôi chúng ta chấp nhận mày lừa đúng không ok tao trả lại 4 đến bảy phần trăm tiền cho mày rồi nghĩ còn một khi đã bun cháp thì anh chị nhớ giúp em kịch bản bun cháp nó là gì không bun cháp nó thì gắn liền với những cái nhịp rơi lớn Đấy, ví dụ đây là bun cháp nè Đấy, phiên xác nhận này gọi là bun cháp nè cuộc chơi nó chấm dứt kết thúc đúng rồi mua từ nền tảng lớn rồi nắm giữ em nói với nhà đầu tư là mua nền tảng lớn nhưng nó phải nằm trong sóng ngắn cơ em lấy ví dụ cho anh chị rất nhiều tư duy về mua nền tảng lớn ví dụ như là, là Hoa sen nam kim đi. những cái nền tảng lớn này anh chị mua đi rồi nắm giữ nắm giữ là nát người ngay đấy lưu ý mua nền tảng lớn là phải mua những cái cổ phiếu như con Techcombank nền tảng lớn này đấy Techcombank nền tảng lớn này đấy lưu ý nhưng mà em nói với nhà đầu tư nếu mà anh chị nào cũng mua được Techcombank ở những cái vùng này giống hệ thống ông tài vlog từ ngày đầu á thì cuộc chơi nó khó cuộc chơi nó không mà nhưng mà đa phần những cái nhà đầu tư mới về với em thì thường về ở vùng chân đỉnh đấy nên là chúng ta thường phải cùng nhau trải qua một cái sự đau khổ đấy sau khi trải qua sự đau khổ này thì chúng ta bắt đầu làm lại đấy, vấn đề là ai cũng sẽ trải qua đau khổ thôi cả nhà đấy lưu ý bình thường áp lắc quá clear có được tặng phần danh mục một... vậy được rồi ngày mai uh, chờ ông toàn hôm nay rung rồi có gì đâu rung cả nhà em nói thiệt với nhà đầu tư em đánh cho thị trường rất nhiều năm và em là cái dân ôm bạn đi ôm sorry alo alo ví dụ như là em là cái dân đầu tư trên thị trường chứng khoán em là cái dân ôm bảng đi lâu năm mà mọi người đừng có lo cho em không bao giờ rung em biết là khi em bán xong em sẽ quay lại được đấy, và lúc nào khi thị trường chung tạo đáy hoặc là thị trường chung nó vào những cái form tăng tốc mới kiểu gì anh chị cũng sẽ thấy có mặt ông toàn vlog ở đó đấy chứ không phải là ông toàn vlog cứ sinh ra là đu đỉnh đâu cả nhà mọi người sai rồi Đấy, nhưng mà sao lại đạp phiên chiều cụ nếu tổ chức bán tháo thì phải bán từ viễn sáng nếu mà anh chị ở trong room của em á, thì mọi người có nhớ không? hồi sáng em có nhắn câu lúc đó em cho nhà đầu tư mua 1 phần 8 mbb vừa mới hô xong kêu dừng lại kêu là tự nhiên thấy có một cái hiện tượng lạ mà lúc đó em không biết hiện tượng gì có nghĩa là cái cách giao dịch của nó từ trước giờ em chưa nhìn thấy đấy thì sau đó buổi chiều nó xác nhận cho em là cái cách giao dịch đó là phân phối rất mạnh đấy phân phối rất mạnh thì chúng ta làm gì chúng ta không tranh cãi đấy nó phân phối từ sáng rồi nhà biết là cái cách giao dịch đó nói chung là bất kỳ hành vi nào của tổ chức nó đều buộc phải có một cái sự xác nhận của nó ví dụ như là ngày hôm nay nó nó xuất hiện những cái hành vi bán rất lớn à, mua bán rất lớn ở cổ phiếu ctg ở đây nè, thì đến khi nó xác nhận cái cú rơi đây nè, đến khi nó bắt đầu rơi đây thì em mới biết là à, cái hành vi đó là hành vi tổ chức người ta cố bán à, cổ phiếu cổ phiếu ra nên em mới cho anh chị bán có nghĩa là đối với tổ chức dòng tiền thông minh đối với những cái hành động nắm giữ của hệ thống ông toàn vlog thì luôn mua những cái cây xác nhận ví dụ những cây này đấy mbb nè vào sóng nó cũng có xác nhận mà kết thúc sóng nó cũng sẽ có những cái cú gì cú xác nhận nên là chúng ta chúng ta phải hiểu là gì mọi hành vi mọi hành động của tổ chức nó sẽ có xác nhận và chúng ta đọc hành vi tổ chức mà ấy phải đọc xác nhận chứ đâu có thể nào mà mà đọc không không mọi người nhớ tư duy về đọc hành vi tổ chức đó chính là quy luật và kỳ quy luật nào nó cũng phải có sự xác nhận của nó một chuỗi hành vi buộc phải có sự xác nhận bởi sự đồng thuận của các tổ chức thì cái sự xác nhận đồng thuận tổ chức trước đó nó tạo ra một cái hành vi đúng lưu ý nên là hôm nay không phải là đột ngột đâu cả nhà không đúng không sao tự bảo vệ buộc phải tự bảo vệ tài khoản Đấy. khi rất nhiều anh chị hỏi em là liệu cái phiên hôm nay nó có giống phiên 55 điểm không nói với anh chị không giống viên đất cho thời 55 điểm ở đây nè Đấy, thời đó em mất ngủ mà hôm nay khả năng em không mất ngủ đâu bởi vì em bán được cổ phiếu ví dụ như thời đó em mất ngủ vì em ôm dòng chứng khoán không bán đang lại rất lớn không bán bởi vì mọi người biết không ở đây nó mới chỉ là đỉnh số 1 thôi có nghĩa là một cái thị trường tạo đỉnh trong một cái xu hướng tăng nó buộc nó phải có những yếu tố về bể trên xu hướng bằng những cái khối lượng trào ra rất là lớn vậy thì đỉnh số 1 nó không thể nào nó kết thúc chu kỳ rồi mà nó sẽ kết thúc chu kỳ từ đỉnh số 2 trở đi nghĩa là nó có thể tạo đỉnh số 2 tạo đỉnh số 3 số 4 gì đó nó mới chết đấy còn đỉnh số 1 không bao giờ chết nên ở đây chúng ta có quyền kỳ vọng nó phục hồi đấy, đúng không nhưng mà ở đây nè mọi người thấy không cái đây là trên xung lực đi lên và nó bắt đầu nó bể thành vùng giao thoa thanh vùng giao thoa rủ xuống bị bể trên liên tục à, bể ví dụ đây gọi là nhịp giảm số 1 thì nhịp giảm số 2 là nhịp xác nhận cho nhịp giảm số 1 à, đơn giản như vậy thôi và anh chị phải lưu ý giúp em là gì là khi cổ phiếu nó bị kịp về lượng cung như thế này thì tổ chức nó không xác nhận cho chúng ta một cái phiên xác nhận của thị trường gọi là sự xác nhận đồng thuận đấy và khi thị trường chúng ta nó không xác nhận đồng thuận gom hàng thì cái kịch bản này nó xảy ra đấy xác rất nhỏ nhưng nó xảy ra chúng ta phải chấp nhận thôi đấy xào rung Làm gì rung Hôm nay nghìn áp không bán được Nghìn áp hả à? Chắc là nhỏ lẻ bán nhiều cả nhà Và hy vọng là nhỏ lẻ bán nhiều như vậy Ngày mai nó nó, nó phục hồi Đấy. Thôi nói chung là anh chị cho em một like đi Cho mai thị trường nó phục hồi Em muốn thị trường phục hồi lắm Em còn còn một ít hàng TNG chưa về đang lỗ 10% nó chia sẻ thật với anh chị luôn Em em đánh đánh thật làm thật cả nhà Chứ không phải đánh chim gió đó Đấy, ông nào mà lên thị trường tuyên bố là tôi đánh chưa bao giờ lỗ tao lao đánh lỗi em báo anh chị hôm nay em còn chụp vào room đó là đồng cảnh ngộ anh em chúng ta đồng cảnh ngộ đấy không vấn đề gì đâu bữa sau khi thị trường nó bắt đầu chân sóng mới thì mọi người cứ dùng kiến thức của em cứ dùng tư duy đi vốn của em đánh từ đầu chân sóng đến cuối sóng em thề với anh chị không bao giờ thua hứa luôn chỉ có khi nào mà ví dụ như mọi người vào hệ thống buộc mọi người đu ở vùng phía trên cao nè thì tất nhiên là gì vùng phía trên cao nó không cho ăn thì buộc anh chị phải gì phải không được ăn bây giờ sao khó là khó như vậy nên là mọi người cứ đồng hành với em ở những cái chu kỳ bắt đầu ở giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về giai đoạn tích lũy nghiên cứu về những cái cổ phiếu mạnh nhất nghiên cứu về sóng ngành ở ngay chân sóng của nó và tập đi vốn ở đầu chân sóng và nắm giữ đến cuối chu kỳ hứa anh chị sẽ có thành quả đấy nay kê sàn ATC mà nó không khớp không có lực mua ác hả thị trường nó ác lắm phải xử lý sớm cả nhỉ các con ngon TCH tích công banh mà cho để mua ngon cũng chưa mua không đừng mua thị trường này tuyệt đối không mua nhá Đấy. thị trường này một khi nó rơi nhịp số 2 không mua quan trọng cụ toàn hô thoát hàng thu hồi vốn thì lái họ mừng lắm đúng là hy vọng là họ mừng Đấy. này cố ngoại và tự do mua đây là cơ hội tốt để tập đi vốn theo kế hoạch này đó là người tích cực Đấy. mai hồi khả năng mai hồi ông toàn vlog tư duy hay rõ ràng quan điểm hệ thống đúng rồi em rõ ràng lắm cả nhà Mắc mini huyền thoại đầu tư chứng khoán qua 6 năm mới có lại. Quan trọng là phải sống ra được mới kiếm tiền câu rất hay. Mọi người nhớ là 6 năm đầu tiên của ông sống trong thị trường trên là ông chỉ có cắt lỗ thôi. Đấy, nhớ. Tối qua, cụ giáo tối qua nói quá chuẩn PVS mà rơi y như rằng thị trường rơi sâu. Mọi người thấy không? Em lên kế hoạch chỉ càng và em đâu có tải với, với với, với với thị trường làm gì. Khi con PVS rơi em thu hồi vốn vòng dòng dầu khí và bắt đầu bán ở các dòng khác. Mọi người thấy không? Nó là như vậy thị trường có thể sai quay biên lớn, đúng rồi. À, em đang nghiêng về kịch bản này nhưng mà thôi, để ngày mai khi mà thị trường nó phục hồi lên chúng ta xử lý hết cổ phiếu, chúng ta bình tâm lại, khách quan chúng ta ngồi bắt đầu bàn về những cái kế hoạch lớn. Ví dụ như kế hoạch sai quay giống như những cái năm đó, bởi vì kế hoạch về thị trường giao thoa nó thất bại, nghĩa là chúng ta bị mất ngay cái chân sóng ở đây thì thị trường nó phải tích lũy trở lại. Mọi người nhớ, bản chất nó là vậy. Lái thu hồi vốn, lái chịu đánh lên Mọi người cứ yên tâm đi Một khi em đã bán là nó mệt lắm Trước giờ nó là như vậy Mọi người không tin, mọi người kiểm chứng từ 2020 tới giờ đi Một khi em bán là ít khi thị trường nó quay trở lại lắm Đấy Phương pháp nắm giữ mà cả nhà Em đánh là đi theo lái Có nghĩa là hành vi tổ chức Nó làm gì em sẽ làm như vậy Novaland ví dụ như Novaland sáng em nhận ra những cái dấu hiệu yếu của Novaland cho bán từ sớm lúc thị trường còn còn xanh điểm em cho bán Novaland nè đấy hay là MWG là em nhận ra những cái dấu hiệu rủi ro nè chốt lại MWG nè đấy chốt lại loanh quanh cái vùng trên đây đó vùng 51 đâu đây nè đấy nhận thấy rủi ro là bắt đầu phải tỉa tỉa dần thấy con nào yếu yếu là bắt đầu tỉa tỉa dần tỉa tự nhiên thấy cái lúc mà thị trường nó xảy ra rủi ro là bắt đầu bán bên ví dụ như em nói với nhà đầu tư con HAG em bán ở đây nè HAG em lên kế hoạch đây nè Em nói với anh chị là đối với em có một vài cái đệ tử á, em lên kế hoạch là những cái mã cổ phiếu như HGR giả sử như em ôm những vùng dưới đó nè, nhưng ở những vùng này ở đây mà nó xuất hiện cho em một cái lần bán tháo thôi là ở đây em sẽ thu hồi vốn nè. Mọi người nhớ nè. Đấy mọi người biết vì sao? Ở đây là kịch bản về UTA, nó giống như em lên kịch bản có PVS cho anh chị á. Và khi mà nó xuất hiện cây này ở đây, là em bắt đầu em tỉa từ buổi sáng rồi cả nhà. Em bắt đầu em bán dần từ buổi sáng rồi. Đấy, nói vậy cho mọi người hình dung không có đúng sai đâu cả nhà nếu ở đây mà cổ phiếu PVS mà nó à, nhầm 2 AG nó tích lũy lại được vùng này đúng không nó tích lũy lại được vùng này kỳ về cú lượng em lại là người mua lại không sợ không sợ mất cơ hội bởi vì em biết một cơ hội nó sẽ đến như thế nào đấy vấn đề là giữ được tiền đúng rồi đừng có đừng có suy nghĩ nhiều sáng mai nên đặt lực bán chờ chờ phản ứng anh chị em sẽ tư vấn cho nhà đầu tư để đánh giá trong ngắn hạn coi ngày mai thị trường nó phục hồi hay không Đấy, chạy sớm vào mắt hôm nay chỉ có cổ đông bom là không phản lại ra được quyết định là tư duy của lãnh đạo ai làm được điều đó là thành công chả biết quyết định đúng hay sai đúng rồi ra được quyết định là cái khó nhất trong cuộc đời nhà đầu tư khổ là nhỏ lẻ thường hay cắt ngay đáy vì cắt xong là cổ phiếu dễ tăng tăng xong nhảy vào đu là upbo cắt lỗ liên tiếp vòng lòng quẩn đúng rồi thường là vậy Đấy, nên là chúng ta phải đánh nắm giữ. Rủi ro thì lúc khi nào thị trường có những tín hiệu ổn vô lại. Đúng rồi, sợ gì? Khi nào mà thị trường ổn định vô lại, em nói với chị khi nào thị trường ổn định mọi người lại thấy ông toàn vlog ngồi 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 ăn những cái con cổ phiếu tốt nhất thị trường. Chả có chả khác đâu cả nhà. Năm nào chả vậy. Sợ gì? Thôi đó gồng lỗ ác lắm, vô rôm cụ bị cắt luôn cái phập đúng rồi. Đừng có sợ, chỉ có ông trên thị trường chỉ có ông không cắt lỗ là ông thua thôi còn ông nào cắt lỗ được ông nó đều sống cả mà đã sống trên thị trường đã sống ra là kỳ viên kiếm được tiền đấy cũng nên phân loại khách hàng ra ai vô sớm thì cho mua nền tảng lớn ai vô sau thì cho đánh T cộng cũng hợp lý ha đấy đây cũng là một ý tưởng để em em sẽ lên kế hoạch để xây dựng cái hệ thống này ai vô sau thì không không cho đánh nắm giữ được cho đánh tay cộng rồi đấy tê. mà sở trường em không phải đánh T cộng khổ như vậy Đấy, để kêu vợ làm điều đó. TCH mua giá 11.7 bán hay giữ. Ví dụ như là cụ đã mua được giá 11.7 của ông TCH nè. Đấy, 11.7 đâu đây ta? Đâu đây nè. 11.7 đây hả? Thôi giữ luôn cho rồi chứ bán làm gì nữa anh chị. Cổ phiếu này nó quay về vùng test đỉnh ở đây chắc là lên tiếp nhé. Sợ gì? Đúng không? Lên lên tiếp. Sợ gì? Nói rất hay không lộ không phải dân chứng khoán. Toàn nhận định tào lao à, có nói đúng đâu đấy nói đúng gì à, em lên hai kịch bản cho thị trường mà mắc gì sai cả nhà em lên hai kịch bản một kịch bản rủi ro chúng ta chạy một kịch bản nếu tích cực chúng ta ăn lớn sai chỗ nào sao sai được mọi người kêu em nói không đúng là là, là anh chị sai em lên hai kịch bản một kịch bản rủi ro hai kịch bản tích cực bây giờ kịch bản rủi ro lên em nhận sai vậy thôi mắc gì mà sai đấy TNG của cô ít mà có hơn 300 triệu có đâu lộ bao nhiêu đó là cái hàng mà em mới mua còn cái hàng mà em bán MB cả nhà là cái hàng đủ tỷ lệ đấy, còn 300 triệu đó là đánh cho vui thôi đó là hàng nó mới mua chưa về hôm đó là hôm cuối tuần là là, là là, mới mới kiếm được ít tiền đấy, đập vô đánh thêm 300 triệu để TNG xem thử vận may nó có đến không cuối cùng không đến được em dân bài bạc mà cả nhà đấy, máu bài bạc bây giờ kêu không đánh không được đâu bản thân em nói với anh chị nè bản thân em á tiền có tiền là em đánh chứng khoán cho em ít khi mà em cất tiền lắm. Nên là nên là cái rất nhiều anh chị họ nói một cái tư duy là bây giờ chúng ta mua những cái mã cổ phiếu đầu sóng, cuối sóng chúng ta bán thì gần như là gì trong quá trình này tiền sinh ra em không cất được đấy và em là người kiếm tiền rất là nhiều đấy nên là em nói với anh chị là gì lúc nào em dùng tiền vào thị trường đấy nhưng mà cái vấn đề là một khi rủi ro xảy ra em thanh lý vị thế rất nhanh và quản trị vốn của em rất là tốt nên cái vấn đề là em kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán và cái số vốn của em em quản trị rất là tốt đấy nó khác nhau chỗ đó chứ còn mà nói em mua cục ở đây lên trên đây em bán cục em không làm được cả nhà chuyện đó không bao giờ làm được đấy, em thử rồi mà không làm được Đấy. Đúng rồi á, sáng giao dịch to tưởng là ba ba con qua nếu nó xác nhận bùng nổ đi lên em nói với anh chị rồi mà. Nói với anh chị trong room nếu bọn này mà uh, chiều nay mà nó giao dịch mà nó giữ được vùng giá mọi người nhớ không? Trong room em nói với anh chị là nếu thị trường này giữ được cái vùng giá bao nhiêu nếu buổi chiều thị trường giữ được 1260 ở đây nè, có nghĩa là 1260 ở đây nè thì sao? Thì thị trường nó sẽ bùng nổ. Nhưng mà mất 1260 em hô anh chị bán sạch đó, đơn giản vậy thôi. Đấy. nói phết nói sau ngon thì nói trước nói cả mấy năm nay rồi anh chị có gì đâu mà nói phết nói ba bốn năm nay rồi mà hệ thống khách hàng em vẫn đông mà cả nhà đấy, anh em học viên em vẫn đông mà đấy, học đi học lại mấy năm nay vẫn đông mà có gì đâu mà nói phết nói phết làm sao mà tồn tại được trên đây lâu vậy đấy. nhiều người hô một hai ba chắc gì đã dám mua em nói với nhà đầu tư giữa quan điểm của em á, dân đánh nắm giữ một khi mà dân đánh nắm giữ như em mà phải bán hàng đấy mà bán hàng á, thì sao thì thôi mọi người đừng có để ý nhiều đến thị trường cái đó là chia sẻ thật luôn anh chị Đấy. QCG vẫn không giảm thôi <laughs> QCG mấy ai đánh được đâu cả nhà bạc thân em không đánh được con đó có cổ phiếu đi ngược thị trường có chứ Covid thời xưa vẫn có cổ phiếu đi ngược thị trường như SHB nè nó vẫn đi ngược thị trường âm um, hồi Covid 19 nè thị trường đau như thế này nó vẫn đi ngược này cả nhà đấy thời đó có đúng hai cổ phiếu đi ngược thị trường là con SHB và con EDG đấy. thấy không đúng hai con duy nhất nhưng mà nhưng mà thôi <laughs> tốt nhất là thôi khi nào đồng pha thì trường đánh ông nào thứ sáu thấy ban kéo mô bất động sản đó luôn đấy mô là chết đúng không bình thường thế mà hồ năm nay đã sóng chưa hết năm mà anh chị mọi người hình dung nè bây giờ mà thị trường nó điều chỉnh xuống nó tích lũy tầm 3 tháng từ giờ đến cuối năm lại là đã sóng đấy đúng không chúng ta hô là hô chung và dài hạn còn đây là ngắn hạn chúng ta đang nói chuyện với nhau về ngắn hạn đấy bán hết hay giữ lại cổ nào không như em em bán hết không giữ đơn giản vậy thôi bởi vì em biết cách quay trở lại thị trường khi thị trường chung cân bằng và ổn định em biết những cái cổ phiếu nào sẽ đi lên và nó mạnh hơn thị trường đấy vậy tại sao chúng ta không bán hết bởi vì thị trường khi mà nó rơi nhịp 2 nó sẽ có rơi nhịp 3 Mọi người nhớ nè Khi thị trường nó rơi như thế này nó sẽ có khôn margin Nếu mà thị trường rơi nhịp 3 nó sẽ là khôn margin chéo Mà đã khôn margin chéo thì Thì cuộc chơi là gì em nói với nhà đầu tư là gì đau khổ lắm Nó phải là những giai đoạn hoảng loạn Nó sẽ đạt lũng tất cả mọi hỗ trợ và kháng cự trên đường đi của nó Nó sẽ đạp tất cả những cái thứ mà anh chị nghĩ là nó tồi tệ nó đạp hết Đến khi nào mọi người nghĩ là thị trường về 600 á Thì nó mới bắt đầu phục hồi đấy nó nói chung là giai đoạn phản loạn khi nào mà ra giai đoạn phản loạn thì chúng ta vô lại đấy loay hoay mua mua bán bán lại chả kịp đó là tiền mới thôi còn tiền cũ em ví dụ như hãy AG em ôm cả mấy tháng nay có kịp con nào đâu này em nói với nhà đầu tư nè, cái tiền mới của em mới về thôi thì em phải mua em nói với chị tâm lý em như nhà đầu tư luôn cá nhân luôn em là nhà đầu tư cá nhân đại diện ví dụ như là nhà đầu tư mới bỏ tiền tham gia chứng khoán đúng không phải bỏ vào tiền phải bỏ tiền vào thị trường là bình thường chứ còn bây giờ này giả sử nè giả sử như em nói với nhà đầu tư ở đây em nói với anh chị thấy hợp lý không nè giả sử như ở đây tôi mua ở những cái vùng này lên trên đây tôi không mua nữa vậy thì anh chị em tất cả những nhà đầu tư ở trên đây thì không có mua bán nữa mọi người thấy câu đó hợp lý không không hợp lý chút nào ví dụ như bản thân em mua những cái mạng của VHG những cái vùng này nè em có bán đâu mọi người kêu em mua bán là không đúng em mua ở đây và em bán ở đây nè mọi người nhớ nè mua ở đây và bán ở đây đem cục tiền này về nè lãi hết Thấy chưa? Đâu, em mua trên đây chứ. Đấy. Em đem cục tiền này về nè. Ở đây em không mua không bán gì hết nè. Và em nắm giữ nè. Mọi người thấy không? À, thì cái cục tiền này của em nó sinh lại này Nhưng mà cách đây vài ngày em có một cục tiền mới về em phải bỏ vào thị trường Điều đó đơn giản mà cả nhà Miễn sao mình quản trị tốt nó được là được Đấy, bình thường Cụ nói rất rõ ràng sợ Chỉ sợ đúng một kịch bản là thiên nga đen thôi Lúc đó bán MB còn không là chạy nước rút vậy rõ ràng mà đúng rõ ràng rất rõ ràng tại chúng ta đơn giản vậy thôi cả nhà đích 27 mb chắc ôm luôn mọi người có vị thế tốt thì em nghĩ là mọi người chấp nhận được cái nhịp điều chỉnh này anh chị ôm luôn đừng sợ đấy đừng sợ anh chị nhiều nhà đầu tư khốn khổ Và nói lời cay đắng chốt lại là gãy trên gãy rồi gãy trên rồi ACB chưa rơi được đâu vì tổ chức mua giá vốn 200 triệu cổ phiếu ở vùng giá hiện tại đúng rồi À, nó mua nhưng mà nó sẽ tốn vài tháng ví dụ như ACB này em nói với anh chị nè. ACB này nó có thể gom những cái vùng này nhưng mà tổ chức người ta gom tính bằng năm, tính bằng tháng. Ví dụ như ở đây nó không chết, đồng ý với anh chị, nhưng mà nó tích lũy lại 3 tháng nữa đánh. Đấy. bình thường nó giống như những cái mã cổ phiếu như VIB ở đây nè. Em nói với nhà đầu tư đây là giai đoạn tổ chức nó gom hàng là cái điều gần như ai cũng thừa nhận. Đấy, thừa nhận ông, thừa nhận. Uh, VIB này nó với anh chị đây là giai đoạn tổ chức nó gom hàng thừa nhận ông. Em thừa nhận nhưng cái vấn đề là gì? Là cú rơi này mọi người nghĩ anh chị nên ôm cổ phiếu hay là bán cổ phiếu trước khi cú rơi này xảy ra Hoặc là ngay cú rơi này anh chị có bán cổ phiếu không? Nên bán Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải chờ thêm vài tháng nữa nó mới bắt đầu đi lên trở đây Ví dụ như đây là 1, 2, 3, 4 tháng này. Chờ 4 tháng Ví dụ như vậy có ai biết trước được tương lai đâu đúng rồi cụ toàn đã đưa kế hoạch trước rồi đúng rồi chủ yếu bản thân có quyết định được khi kết bạc xảy ra hay không đúng rồi có chấp nhận hay không và chơi hay không đúng rồi có chấp nhận hay không thôi đấy à, có nhiều con ban vẫn chưa gãy nền đúng ban chưa gãy nền nhưng mà cái hiện tượng của thị trường và cái hiện tượng kéo lên ngày hôm qua của dòng ngân hàng và hôm nay nó đặt sàn á em đánh giá nó là bù chạp và cái cú gãy của dòng ban sẽ sớm xảy ra đấy tư duy rất rõ ràng nhá cú gãy của dòng ban sẽ sớm xảy ra đợi dòng ban gãy em nói với nhà đầu tư thị trường đi xa lắm nên là chúng ta cứ xử lý sớm đi đấy 2020 Đúng rồi, chỉnh 10 20%. Mùa sóng đều chỉnh 10 20% là bình thường. Công nhận, em nói với anh chị nào. Bên đất thời điểm đó nè. Mọi người thấy bình thường thì em chịu không được. <laughs> nói nói thẳng vậy cho nhanh. Ví dụ như ở đây nè. Mọi người nói bình thường vậy em thề với anh chị em chịu không được luôn. May sao thời điểm đó em mua những cái mã cổ phiếu gần như nó không giảm khi thị trường chung giảm. Nhưng mà sau này em nhìn lại em rút kinh nghiệm là gì? Thôi tốt nhất mình ném mẹ nha. Ví dụ như thời điểm đó em ôm một SCS này cả nhà. Nó không giảm khi thị trường chung giảm luôn, thậm chí nó còn đi ngược thị trường nó đi lên. Đấy, nhưng mà thời đó em ôm công li vị bóc banh em ôm từ những vùng này gần như nó chỉ hòa vốn cho em thôi nhưng mà thị trường nó nó lao dốc như thế này nè cả nhà vn đất thời điểm nó lao dốc như thế này nè sàn một cây 5,1 phần trăm nè hồi lên sàn một cây 2,6 phần trăm 3,4 phần trăm cây này cây này là cây sàn toàn bộ thị trường này sau này em nhìn lại em nghiên cứu thị trường em nghiên cứu hành vi mà thấy ứng biết vậy thôi được. lúc này thôi bán thu hồi tiền mẹ cho nhanh cây rơi đầu tiên là bán cha thu hồi tiền cho nhanh mắc gì đâu phải cãi nhau với thị trường bán xong ở đây chúng ta quay lại chúng ta mua dgc sau mua dgc ở đây sau được không được thoải mái không vấn đề gì Đấy, mua cá lên ngay thị trường nó lên ngay đồng pha tất cả mọi thứ nó nó ổn định không hoảng loạn Đấy, thoải mái không thay vì thời đó em ôm SCS gồng gần chết em nói với nhà đầu tư nha mặc dù cổ phiếu này nó đi lên đi ngược thị trường nhưng khi em ôm con này em rung là hai tay đập nhau cầm cập cầm cập vậy nè đấy đêm ngủ có được đâu không ngủ được đấy, em nói với nhà đầu tư như vậy thời đó em ôm con con ly vị nè trời ơi ôm những cái vị thế ở nền này nè tới thời điểm mà rơi sàn sàn nào gần hòa vốn hai dòng hỗ chạy với nè đấy thôi sau này nghỉ thôi tốt nhất là mình biết là nó chỉnh xong nó lên nhưng mà thôi tại sao không đợi nó chỉnh mẹ sao mình mua cao hơn tí được không được đấy có ở đâu mà phải ôm qua nhịp chỉnh nó đau khổ cả nhà đấy và quan điểm em em chịu không được đau khổ nên sau này em cứ thấy thị trường chung mà xuất hiện rủi ro là thôi mình cứ ngủ ngon cái đã rồi tính sau này mình mua lại sau có nhiều cổ phiếu mà cả nhà sợ gì đấy thứ sáu có điểm mua ctg nay hàng chưa về đó là điểm mua 1 phần tám thì chúng ta sẽ chờ hàng về xử lý ví dụ ngày mai hàng về chúng ta xử lý đơn giản vậy thôi đấy phô mô không chết không cắt lỗ được mới chết đúng rồi một lời nguyền mang tên sell in may à, giờ đã là tháng 5 đâu đang là tháng tư mà đúng không mbb rút chân trong tr chả thấy có xấu gì nói chung là anh chị không thấy xấu thì thì cũng tốt nói chung là em cũng không mong thị trường xấu đâu cả nhà em chỉ thấy thấy là em nên thu hồi vốn để ngủ cho ngon ví dụ như nếu giả sử như em đang ôm phun hàng đêm nay nha em thề với anh chị luôn đêm nay em không dùng thuốc ngủ em không bao giờ ngủ được lời đây là lời chân thành của ông toàn vlog nói với anh chị luôn chạy qua nhiều rồi nên là sau này em uh, nhanh nhạy hơn tí. kịch bản giờ bắt đáy cửa chạy nhỏ mà cửa sập sắp mặt mọi người nhớ này nhớ cho em một cái tư duy như thế nào nhớ một tư duy đơn giản khi mà thị trường nó đã bắt đầu mở biên bị bán tháo bằng mọi giá rồi cái hành vi này gọi là hành vi bán tháo bằng mọi giá chả có mở biên rơi nào ngày hôm nay mà nó rơi trong vòng 5 phút rơi 22 điểm cả anh chị đó là hành vi bán mb bằng mọi giá và không phải nhà đầu tư cá nhân người ta bán đấy tổ chức trong tiền thông minh người ta kích hoạt lệnh bán và sau những giai đoạn này em nói với nhà đầu tư nếu thị trường ra những thông tin xấu thì thị trường nó sẽ xuất hiện khôn mà xin khôn mà là cái đau khổ nhất của cuộc đời cỏ lú nó sẽ như nhau cổ phiếu mở mắt ra là sàng như nhau thì thôi tự nhiên mình thấy được tương lai đó mình cố chấp với thị trường làm gì cả nha thu hồi Đấy, đơn giản vậy thôi, quan điểm của em rõ ràng Em thà mất vài phần trăm để em bình yên trong tâm hồn Còn hơn là cái việc ngồi gồng mà không biết tương lai mình, đồng tiền mình sẽ đi về đâu Hồi xưa tiền em nhỏ thì em mạo hiểm Nhưng giờ tiền em lớn rồi Cứ cứ rủi ro là em chạy cái đã rồi tính Đấy, sợ, trắng tay lắm cả nhà Hồi xưa chết mấy lần rồi giờ sợ lắm Loạn lạc tạo anh hùng Mai canh siêu cổ nào xuất hiện thì múc thôi Hợp lý, đấy nếu người ta nói nhảm nhí thì mấy cha qua các kênh khác mà coi đi ai kề da vào cổ bắt coi đâu đúng rồi không ai kề da vào cổ thì mọi người đừng có coi kênh của em nữa khổ hơi đâu mà lao tâm khổ tứ vậy cụ giáo bình thường thôi Đấy. thấy thị trường tăng 4 năm tháng qua rồi thấy nhịp chỉnh này cũng không sợ lắm hồi 2022 với sợ kinh hồi 2022 với với 2018 á cả nhà em nói với nhà đầu tư nào đó là một cái thị trường đã đi lên quá nhiều rồi ví dụ như thị trường này đi lên quá nhiều rồi thì mình mới sợ Đấy, thị trường này đi lên quá nhiều rồi sợ nhưng mà thị trường này em nói với nhà đầu tư là em không sợ không sợ bao nhiêu cả bởi vì sao bởi vì gần như là uh, gần như nó cũng chả có cái gì để suy nghĩ nhiều nhưng mà cái vấn đề là cái vị thế của chúng ta và cái việc mà chúng ta bán hàng đó cả nhà chúng ta có lợi thế nhiều lắm cả nhà Đấy, ví dụ như anh chị bán được hàng ở giai đoạn này cái cái lợi thế của anh chị là tuyệt đối lợi thế của nhà đầu tư là lớn lắm Đấy. lợi thế là gì là là ngủ ngon cả nhà đấy, còn mai đúng sai đâu biết đâu nhưng giả giả sử ngày mai hồi lên kiểu gì uh, kiểu gì cũng, cũng nên bán bớt đi bởi vì lên cho đây kháng cự nó rất là lớn và những cái cú hồi này là cú hồi uh, nguy hiểm đấy và thường nó sẽ có nhịp rơi từ nhịp thứ ba đến thứ tư nhịp rơi thứ ba thứ tư thường là những cái nhịp rơi mạnh đấy đấy lưu ý sao không hình và anh Uh, cái cái camera đấy nói uh, thị trường nó điều chỉnh mạnh camera nó lát luôn khổ thị trường re reset lại thu hồi vốn hợp lý chia lại ván mới có quyền chọn leader bay vào đúng tư duy nó là vậy đấy các hôm nay nhỏ lẻ bán hoảng loạn nhiều lắm cụ uh, nhiều cổ phiếu miễn cường giảm theo phiên xấu chứ bản chất nó không muốn giảm để ý hôm nay vẫn có nhiều cổ phiếu dòng tiền lớn vào em nói với nhà đầu tư như thế này nè với cái tư duy đó em sẽ chia sẻ nhà đầu tư một cái cổ phiếu về DGC những cái cổ phiếu mà nó giúp cho nhà đầu tư phải tư duy rõ ràng về một cái nhịp rơi ở thị trường nó giống như ở đây nè ở đây là một cái cổ phiếu thị trường nó bị bán tháo cũng giống như hôm nay nó xuất hiện một cái cây bán mà gần như hoảng loạn tạo một cái hiệu lệnh MB gần như đa phần các cổ phiếu trên thị trường nó đều sàn hết thì cổ phiếu này nó bị sàn và sau đó nó phục hồi sau đó cổ phiếu nó còn vượt cả đỉnh nữa nha cả nhà vượt cả đỉnh nữa nhưng mà sau tiếp đó thị trường bắt đầu rơi nhịp số 2 cổ phiếu này vẫn rơi như thường đấy lưới nó vẫn rơi như thường thay vì vậy tại sao chúng ta không chờ nó cân bằng lại kỳ khối lượng mua ở đây nè an toàn tuyệt đối lúc đó cổ phiếu và thị trường nó đồng pha với nhau chúng ta đánh thoải mái lắm cả nhà đấy lúc đó đừng tranh cãi hồi xưa em mắc một cái sai lầm mà cũng phải sai lầm gì thời đó nè khi thị trường tạo ra cái siêu cổ phiếu này em đánh cái dòng bất động sản ở đây nè em mua điểm này giá chân nè sau đó nha đêm đó là mất ngủ đêm đó sáng đó là làm một cái video mà tay rung nè sau đó nè thị trường nó giảm 4,3 nó mở gáp to như quả núi đó nè Đấy sợ không mắc một sai lầm vậy thời đó mình sẽ nghĩ đơn giản tại sao con HDC mình phải cố đấm ăn xô mình mua đoạn này mà không chờ thị trường kịch về khối lượng mình mua con EDG đi ăn phải to hơn không đấy thời đó mặc dù con HDC của em vẫn đem lại lợi nhuận nhưng mà sau này em suy nghĩ lại tại sao mình không chờ con EDG, EDG này thị trường cân bằng ổn định tất cả mọi thứ ổn định nè mình mua con này chạy nhanh hơn à HDC thời đó vẫn đi lên em không sai nha đấy nhưng mà sao nhưng mà thị trường chung nó nó quan trọng lắm đấy nên là chúng ta cứ chờ thị trường nó tạo đáy xong xuôi này kia vào vào lại nó an toàn tuyệt đối đấy. còn càng cố đấm ăn xôi càng chết đấy. nó mất bình yên trong tâm hồn đầu tư nó phải là kiếm tiền được trong khi đi ngủ ví dụ như là mình không ngủ được là mình phải tiêu tiền mình mua thuốc để mình ngủ hoặc là tiêu tiền mình cắt lộ để mình ngủ ngon vì ngủ ngon thì mới kiếm được tiền trong khi đi ngủ còn đã không ngủ được rồi sao mà kiếm được tiền đấy phải nói cụ phân tích chuẩn quả 55 điểm vẫn cười không cho bán đoạn này sáng kêu rôm bán quyết liệt hơi đen là áp lát <laughs> thoải mái chứ coi đâu đúng không cả nhà. Rồi thôi, chắc là video tới đây là kết thúc. À, chúc anh chị uh, một cái ngày mai thị trường nó phục hồi. Em sẽ livestream trực tiếp trong phiên để tư vấn cho nhà đầu tư về cái hành vi uh, với cái góc độ trong phiên ngày mai để giúp cho nhà đầu tư có một cái góc nhìn và xử lý tài khoản thật là tuyệt vời và hẹn gặp lại quý anh chị trong các buổi livestream tiếp theo. Em xin chào tạm biệt và quan điểm của ông Tàu Vlog trong cái thời gian thị trường chung điều chỉnh thị trường chung rơi hay thị trường chung làm bất cứ điều gì ở giai đoạn này, em sẽ liên tục đào tạo dành riêng cho hệ thống khách hàng để chúng ta tiếp tục săn đón một cái nhịp tăng mới của thị trường chớ chúng ta không nghỉ ngơi ở giai đoạn này đấy lưu ý rồi em xin chào tạm biệt